một cái chút cái gì ra rồi đó. Không có chân bông á, cái bông người mất kiểu nó cái bông ta đây cũng lúc mà đây không có ngồi bông người mất chị tắt đi chị mới được cái cục đây là ok hình đặt cậu ăn ngồi nó lắm à nguyên mấy cô cậu á cậu má rồi hello mấy chị nha, chị nào vô rồi cho em xin nút chấm chấm tương tác đi cả nhà. Hôm nay em lên sớm nha mấy chị nha, tại vì hôm nay live hàng hốt nè. Rồi hello mấy chị nha, chị nào vô rồi cho em xin nút chấm chấm tương tác đi cả nhà ơi, tương tác lên nha. Rồi hello mấy chị nha, chị nào tự nhiên mình mấy chị nghe em nói mấy chị có đang mấy chị tự nhiên nghe là em nói. Rồi hello chị Cẩm Tiên, hello chị Tố Nữ Phạm nè. Hello mấy chị nha, chị nào vô rồi cho em xin nút chấm chấm đi. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm nha. Hôm nay lên sớm là vì lý do là nhiều hàng đẹp lắm mấy chị. Rồi tương tác lên nha mấy chị nha, chia sẻ like dùng cho Hải với lên lẹ nha. Hello chị Thanh Trà nè, hello chị Trần Bảo Trân ha. Trần Bảo Trân là chung đơn với lại dầm chưa rồi. Tiếp đây. Rồi, hello chị Lan Chi, hello chị Hằng Sa ha. Chị nào vô rồi cho em xin nút chấm chấm nha. Hôm nay tặng nhiều nè. Hôm nay tặng hết cho mình 5 cục hàng bom rồi mới lên hàng nha. Lên sớm sẽ tặng bom nhiều hơn. Đợi em chút nghe. Nam rồi. Ừ. À, chân quá chị mang à, chân váy chị hai mang like về chưa? Chị like rồi. À, chị like rồi, lúc chiều chị like rồi mà không biết còn hay không ấy. Để xem hãy coi còn hay không, hãy like lại cho mấy chị ha. Tối lên lên xếp váy nha. Này là túi này, ủa Trần Ngọc này ha. À Trần Ngọc Lĩnh. À chắc là túi gì đâu. Túi sắt mấy chị. Rồi lên nha mấy chị nha, chia sẻ like dùng cho Hải với. Chị nào vô rồi cho em xin nút chia sẻ like tương tác ha. Hôm nay chị nào mà ghiền xét váy là mấy chị phải xem nha. Tại vì là duy nhất luôn, cái này là em lô này là tâm đắc nhất luôn á mấy chị. Rất là nhiều hàng hãng cho mình luôn. Mà giá này rẻ nữa nha mấy chị nha, giá rất là rẻ luôn. Rồi tương tác lên nha mấy chị nha. Mấy cái hàng này nè, nó sẽ đắt hơn những cái hàng mà ví dụ như cái hàng mà 179.000 đó nha mấy chị nha, là hàng mấy bạn bán livestream, hàng thiết kế nhưng mà ít nha mấy chị nha. Còn những cái mẫu này nè, thử mấy bạn mua cái set này 300-400.000 á nha mấy chị nha. Em ôm được sale mấy chị nha, mấy chị nha, set hãng luôn, hàng hãng luôn nha mấy chị nha. Rồi tương tác lên nha mấy chị nha, chia sẻ like dùng cho Hải với. Không mình dùng che mã tặng bom kèm số điện thoại đi mấy chị. Em sẽ lên nhiều hàng bom nha mấy chị nha. Hôm nay em lên sớm nửa tiếng luôn. Đó là em sẽ tặng bom nhiều nha mấy chị nha. Rồi có mình dùng che mã tặng bom kèm túi nội dùng cho em. À xếp váy có size nha mấy chị nha. Nhiều hàng đẹp lắm luôn á, thật sự luôn mấy chị. Cái này mấy chị nào mà vô trước thì tranh thủ chốt nha mấy chị nha. Đây lẹ dùng cho em, lên dùng che mã tặng bom kèm túi nội dùng cho em. Lã Hồng Nhung này có hai đơn bom nè. Mấy chị mà bom hàng xong mấy chị đi đâu mất tiêu rồi mấy chị. Đơn này không có của chị Tuấn Nguyễn mà có Lã Hồng Nhung không à. Không mấy chị bô mất tiêu à. Trời ơi. Khách ơi. Rồi vào rồi chia sẻ alo giúp em nè. Chị ơi, cố gắng chia em à. Hai đơn của chị Lã Hồng Nhung bô mất tiêu rồi. Nè em sẽ tặng cái con siêu phẩm này đi. Đây. Em tặng con siêu phẩm này nha. Chia sẻ like lên đi, đợi xíu nha mấy chị. Đợi xíu em cắt rồi em tặng tiếp nha. Rồi lên liền cho em mã tặng bom. Trời con áo này à, khách tranh nhau không được nè. Nhớ bà nhã nơ á, bà có cái áo này mặc đúng giá luôn mấy chị. Rồi lên nha mấy chị nha. Không mình dùng cho em mã tặng bom kèm tới nồi dùng cho em. Hàng đông nên là bom nào bom nấy nó ừ nữa rồi mấy chị. Nó u nà u nằng rồi mấy chị nha, mấy chị nha, siêu ố luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã tặng bom kèm túi nội dùng cho em. Hàng đông đa số là sẽ là hàng đắt nha. Ví dụ như là một cái set như thế này là hàng 199.000, 199.000 kèm cho mình cái túi này. Có một con ghi lê dạ kèm cho mình một con áo luôn.
nhớ mấy triệu nha. Còn con này là một con áo ghi lê trám này, nhớ mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng bôm kèm tuyên hồi dùng cho Hải nha. Hôm nay Hải có nhiều hàng đẹp lắm mấy chứ. Ôi siêu nhiều hàng đẹp luôn. Cái set này bơm trước cho anh nha, không được nè, đi biển nè, đi du lịch nè. Đó, set này em nhớ nha mấy chịu nha. Cái năm mà hồi em đi Phú hồi năm ngó năm tê vậy mấy chị. Em mua cái quần này 350 ngàn nè. Bây giờ em vẫn còn nhét ở trong tủ luôn mấy chị. Nha mấy chịu nha. Mặc đúng một lần luôn 350 ngàn. Với lại mua con áo dây nữa mấy chị. Áo dây nữa nha mấy chịu nha. Mấy trăm ngàn rồi đó. Nha mấy chịu nha. Cái set đi biển này nó rất là đắt luôn. Bây giờ em về được trong hàng NGN nè. Có mấy chục ngàn thôi nha mấy chịu nha. Mấy chục ngàn thôi, chị An Lê bữa nay vô mua set này về bán Tết này mấy chị. Để dành bán khai trương đầu năm nữa. Mấy cái set hàng KBTWE này mấy chị. Hàng KBTWE nha mấy chịu nha. KBTWE này. Đó, KBTWE nha cả nhà ơi. Rất là xịn luôn. Hàng hàng TS này. Mấy là kẹp phía sau mấy chị ơi. Cái chân vá này em mặc gì nào mặc size và tầm khoảng 50kg là mang đẹp á. Em mặc bị rộng này. Ê, cái set này đẹp lắm luôn mấy bé. Từ nhau mới chịu nha. Nè. Trời ơi. Đẹp hiền. Sắc luôn cả nhà ơi. Tương tác lên, chọc like nha. Chứ không sẽ thoải mang nhưng mà về tay. Rồi lên nhau mới chịu nha. Nó bị rộng cái chân váy. Rồi, lên mã tặng. Tặng kèm xuyên thoại luôn giúp em. Tặng bông kèm xuyên thoại giúp em cho mấy chị ạ. Úc Trang Thị Phạm chia sẻ like cho tao lên giúp em. Mọi người mới tặng cho chị. Chị nào may mắn. Chị nào may mắn con áo này phải order ngồi 500 mấy không? Chị nào may mắn đây lên liền cho em ạ. Tặng bom kèm xuyên nội dùng cho em, cháy lực chia sẻ ra nha. Đúng lực chia sẻ chứ không lại chị nào chia sẻ ít lại không được. Mà ở bên chị nào chia sẻ một lần lại được, mà chị nào chia sẻ nhiều lần là không đúng, là không được nha. Một lần vào trang cá nhân và 5 lần hội nhóm để chế độ công khai cho em. Xin nút thả tim thả like nha mấy chịu nha. Tương tác lên tối nay rất là nhiều hàng đẹp luôn. Lý do vì sao em lên sớm là mấy chị cũng biết rồi đó nha mấy chịu nha. Và cái lô này là lô tâm đắc nhất luôn. Em like tối nay để ngày mai em đi đơn nha mấy chịu nha. Tại vì em cũng like tầm khoảng mấy like nữa thôi là em đã nghỉ rồi nha mấy chịu nha. Em nghỉ Tết rồi nha cả nhà. Rồi tương tác lên dùng cho em với. Lên liền cho em mã tặng bom kèm số điện thoại dùng cho em. Tặng bom kèm số điện thoại nha. Con áo này nó thật sự luôn mấy chị, mua 500 ngàn là chuyện thường nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng bom kèm số điện thoại dùng cho em. Xuất sắc luôn nè mấy chị nè, nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Tặng bom kèm số điện thoại dùng cho Hải. Lên lẹ nha mấy chịu nha. Chia sẻ like lên, chị nào mà vô mà chưa chia sẻ like mình chia sẻ liền ha. Một lần vào trang cá nhân và 5 lần hội nhóm để chế độ công khai cho em. Xin nút thả tim thả like nha mấy chịu nha. Tương tác lên nha mấy chịu nha. Một lần vào trang cá nhân và 5 lần hội nhóm để chế độ công khai dùng cho em. Chị nào mà chưa chia sẻ đủ mình chia sẻ liền nha mấy chịu nha. Nhà em đang chết được chia sẻ like nha mấy chịu nha. Rồi con mình dùng cho em mã tặng bom kèm số điện thoại dùng cho em. Tại vì con này nó rất là đẹp nha cả nhà ơi. Nha mấy chịu nha. Rồi con mình dùng cho em mã tặng bom kèm số điện thoại dùng cho Hải nè. Xuất sắc chưa? Đây, kèm cho mình nè, lốt nè mấy chị nè. Hàng mấy chị nhìn chắc nè. Tay nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng bom kèm số điện thoại dùng cho em. Một lần vào trang cá nhân thôi, 5 lần hội nhóm nha mấy chịu nha. Nhớ là để chế độ công khai dùng cho Hải nha. Hải ở Quảng Nam nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng bom kèm số điện thoại dùng cho em. Chúc liền cho em mã tặng bom kèm số điện thoại. Tặng rồi, bom kèm số điện thoại luôn giúp em ạ. Rồi ghi lê nè, bom 1 tặng mấy chị cho luôn. Chị chia sẻ nhiều nhất hội nhóm mấy chị ạ. Trời ơi, đẹp quá. Lên liền cho em mã bom 1 nha mấy chịu nha. Bom 1 tặng mấy chị 19 ngàn. Tặng bom cái gì Lan Chi 007 nè. Rồi lên liền cho em mã bom 1 19 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã bom 1 19 ngàn ha. Nhớ là chia sẻ like đúng cú pháp nha mấy chịu nha. Hôm nay em lên sớm nên là em sẽ tặng bom nhiều để em mới lên nha mấy chịu nha, mới lên hàng. Rồi lên liền cho em mã bom 1 dùng cho em 19k dùng cho em. Chốt chị nào chia sẻ like đúng ha. Rồi lên tiếp theo mấy chị. Chị nào là chia sẻ mấy chị cố gắng chia sẻ like cho tao giúp em ạ. Bom 1 19k giúp em mai chị Vy chia sẻ like lên giúp em chị ơi. Rồi lên liền cho em mã bom 2 dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này 59 ngàn. Lên liền cho em mã bom 2 59 ngàn. Con áo này là hàng 160 nha. 160 bây giờ tặng 59 ngàn luôn. Lên liền cho em mã bom 2 dùng cho em 59 ngàn. Ôi ôi chị Lão Hồng Nhung. Bom 1 cho Lê Tinh Hiền 19k. Chị Lão Hồng Nhung tại sao tự nhiên chị bom em 2 đơn hàng. Xong rồi bữa trước còn vô nhắn tin. Em ơi để cái này cái kia mới chết. Bom 2 59 ngàn luôn giúp em ạ. Trời ơi nghĩ sao vậy, bom hàng rồi thôi nha. Lên liền cho em mã bom 3 dùng cho em, tặng mấy chị con áo này 79 ngàn. Bom 2 là 19 ngàn cho Nabi. Rồi lên liền cho em mã bom 3 dùng cho em, tặng mấy chị 79 ngàn một con áo bomber nha. 79 ngàn luôn.
Bom 379 nghe giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã bom 4 này mấy chị nè. Bom 4 nha, tặng mấy chị. Bom 379 nghe cho thấy lấy. Rồi lên liền cho em mã bom 4 tặng cả nhà con này luôn. 59.000. Lên liền cho em mã bom 4 59.000 một con đầm caro. Bom 4 dùng cho em 59.000. Đầm NGN á mấy chị. Bom 4 cho em đầm caro vàng 59.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền che mã bom 5 này mấy chị. Bom 5 nha, 79.000. Bom 4 cho A đoàn. Rồi lên liền che mã bom 5. Bom 5 nha, tặng mấy chị 79.000. Chúc em mã bom 5 79.000. Rồi em có cái túi em tặng không đồng. Lên liền che mã tặng túi. Lên liền che mã bom mấy, bom 6 đúng không? Bom 6 bom 5 79.000 cho anh Duy. Bom đây là em like là 139.000 nè. 139.000 ha. Lên liền che mã bom 6 em tặng mấy chị không đồng luôn ha. Bom 6 và em sẽ dành ra 50 cái túi nha. 50 cái túi cái tuổi cái buổi live cuối cùng ấy em sẽ tặng nha mấy chị nha. Em sẽ tặng cho 50 chị nha mấy chị nha. Khách VIP của nhà Hải ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã bom mấy? Bom 6 dùng cho em không đồng. Bom 6 không đồng lên cho em ạ. Rồi lên liền. Bom 6 không đồng cho thân nguyên 151. Rồi lên liền cho em mã bom 7 dùng cho em. Trời con áo lông nó đã mấy chị ơi, tặng mấy chị 59.000 luôn. Lên liền cho em mã bom 7 dùm cho em. Bom 7 nha, 59.000 một con áo len lông. Bom 7 59.000 áo len lông lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã bom 8. Bom 8 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã bom 8 dùm cho em nè. Xả luôn mấy chị con này size S nè. Bom 8 size S nha, bom 8 size S. Bom 7 59.000 cho Lê Thảo Nguyên. Rồi lên liền cho em mã bom 8 size S tặng mấy chị 29.000. Ủa, alo alo mấy chế, rồi cái giờ cái thế này em tặng bao nhiêu đây mấy chế? Bom 829.000 lên giúp em ạ. Rồi bây giờ em tặng cái thế này bao nhiêu đây nè, mới là thành vấn đề nè. 219.000 nè, giờ tặng bao nhiêu đây? Bom 829.000 lên giúp em đây mấy chị ơi. Tặng ra cái thế nó xịn mấy hề, xịn lắm luôn á. Bom 829.000 cho Mỹ Liên 097. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã bom 9 dùng cho em. Bom 9 nha cả nhà ơi, tặng mấy chị cái này bao nhiêu đây? Ủa? Rồi quẩy rồi mấy chế nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã bom mấy em? À bom 9 dùng cho em xả luôn mấy chị cái xếp này 99.000 cho chị nào may mắn ha. Lên liền cho em mã dùng cho em, bom 9 dùng cho em. Bom 9 lên cho em 99.000 ạ. Lên liền cho em mã bom 9 đi mấy chị, 99.000. Tại nó đó bom tay là bớt 50 đó mấy chị. Rồi lên hàng nha. Bom 9 trên bi 99.000. Rồi bán chị ăn cái set này đi nha mấy chịu nha. Rồi chị nào nhanh thì có nha. Lên liền cho em mã A1 này, tặng mấy chị 99.000. Lên lại nha. Con này là ai mang cũng được hết. 50 SML mang ok luôn nha mấy chịu nha. Mua cái set này về bữa đi biển mấy chị nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã A1 rồi em qua hàng nha. Tặng mấy chị set này 99.000. Lên liền cho em mã A1 99.000. Tách riêng ra mặt cũng được nha. Cái áo này mặc với lại quần rinh hay chân váy khác cũng được luôn. Rồi lên liền cho em mã A1 99.000. Lên lại nha, múc ngay vào liền. Múc ngay vào liền, không phải trẻ nha mấy triệu nha. Cái này bạn nào bán sốt để dành sang năm bán nha mấy triệu nha. Sang năm bán ok luôn á. Lên liền cho em mã A1 lên giúp em 99.000 cho like cho em A1 99.000 dùng cho em. A1 nha cả nhà ơi, 99.000. Hôm nay nhiều A1 lên giúp em 99.000 đi à, cho Lan ở bao nhiêu ba xếp. Ôi, chị nhắn tin cho em. Ôi, không thấy A1 lên giúp em 99.000 đi ạ. A1 Mia Mia. Rồi lên liền cho em mà A2. A1 99.000 lên cho em mấy chị. A1 Nabi. Rồi lên liền cho em mà A2. Xếp này tặng mấy chị 109.000. A1 99.000 lên giúp em ạ. Rồi lên liền cho em A1 Ken Ken. Rồi lên liền cho em A2. A1 Thanh Nguyên. A2 nha, 109.000. Sai cho mấy chị 60kg đổ lại mang ok đẹp lắm. A1 lên giúp em 99.000 nữa mấy chị. Nabi có rồi. Trời cho em nhộng nhẽo cho bình an hết A1 ạ. Đây là hàng xếp KBTWay, hàng KBTWay này mấy chị. KBTWay nha mới chịu nha. Con này mà không tỷ hàng 250 chị em cũng chịu luôn á. Nha mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã A2 dùng cho em đi mấy chị. Tặng mấy chị xếp này 109.000. Lên liền cho em mã A2 109 dùng cho em ha. A2 109 lên cho em mấy chị ơi. Lên liền cho em mã A2 dùng cho em 109.000. Cái này hàng hàng không biết giờ để bữa like mấy chị ha. Lên liền cho em mã A2 xếp KBTWay dùng cho em. Nha mới chịu nha, 109.000 dùng cho em. Có được có mấy xếp không? Lên liền cho em mã A2. A1 em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã A2 dùng cho em đi mấy chị. A2 Lê Ngọc Ánh Dương. A2 dùng cho em.
A2 lên giúp em 109 nha. Lên liền cho em mà A2 109 ngàn dùm. A1 em hết rồi mấy chị nha, chị nào em nộp tên thì có rồi mấy chị hả? A2 109 lên giúp em. Trời ơi là trời, siêu phẩm. Lấy cẩm à. Trời, A1 thì Bình An có rồi, A2 cho Thùy Trang 031. Lên liền cho em mà A3 109 ngàn. Ôi ôi, xuất sắc luôn ấy. Sáng hãy mặc có lên, sáng hãy mặc có lên nha. Xíu hãy lên cho mình đợi xíu. Rồi lấy một lẻ chính leo, anh Dương có rồi, thầy Trang có rồi. Mà A3 dùng cho em 109 có rồi chị, A1 lên thân hiền không có ha. Trời ơi, mấy chế ơi. Thiệt luôn ấy, hàng cao cấp không mà. Nha. Phôn cho mấy chị bầu bí bông chen vô tư luôn, 109 ngàn. A3 lên em học anh Dương. Lấy liền cho em A3 dùng cho em 109 ngàn dùng cho em. Lấy liền cho em A3 có mà con, mấy chị ở chỗ nào lên chúng mình nha. Mấy chị ơi, hàng này ít lắm luôn ấy. Lên liền cho em A3 109 ngàn dùng cho em. Lên mà A3 với em không có gì kim cương tố ơi. Lấy liền cho em A3 109. A3 Nguyễn Thảo 109. Lên mạng liên tục với em mấy chị ha, A3 109 lên giúp em chưa? Lên liền cho em A3 109. Chủ quán người xem, người chấm tương tác, người chia sẻ lên cho mấy chị. Chịu nha, hôm nay mua set mang mấy chị. Nè, chân váy giống ai mang nè. Đó. A3 là màu vàng 109 lên giúp em ạ. Ui, đẹp chưa? Lên liền cho em A4 109 ngàn. Size này cho mấy chị nào mà mặc size SM đổ lại nha, tầm khoảng 52kg đổ lại mang ok. Chân váy có 50% phía sau lời chung cho mình nè, 109 ngàn nguyên set luôn. Thè mấy chị về, mấy chị có thể tách riêng cái áo phông này ra mang được luôn nè. Áo phông chài viền cổ cho mình nè. Chài viền cổ nha mấy chị nha, nguyên set em bán 109 ngàn à mấy. Rồi lên liền cho em mà A4 dùng cho em, 109 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mà A4 là set dùng cho em nè, 109 ngàn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mà A4. A4 109 lên giúp em cho Khoa 3 set. Rồi lên liền cho em mà A5 size M 109 luôn mấy chị. A set A4 cho Hồng Nhung. Rồi lên liền cho em mà A5 size M 109 A4 cho Cẩm Tiên. Rồi lên liền cho em mà A5 size M dùng cho em 109.55kg đổ lại. A4 à. Lên liền cho em mà A5 nha cả nhà ơi, 109 dùng cho em mấy con váy này thật sự luôn mấy chị. Mang mấy chị mang đơn giản mà rất là đẹp nha. 109.000 lên liền cho em mà A5 dùng cho em. A5 nha cả nhà ơi, lên liền cho em mà A5 toàn là hàng design không biết. Có A4 rồi mấy chị ơi, Cẩm Tiên có A4 rồi, lên mà A5 một lễ cho em. Lên liền cho em mà A5 nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A6 dùng cho em nè, 109 ngàn, trời ơi. Quỳnh Anh lấy không em, này màu đen nè, đẹp quá cho đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Cái dùng cho em, cái mã này là mã A6 dùng cho em 109 ngàn. Nè, mấy chị nhìn cái vải nè. Nhìn vải nha mấy chị nha, nhìn cái bèo của nó nè. Hàng xịn sò luôn đó mấy chị. Lên liền cho em mà A6 dùng cho em. Lên mà A6 lên cho em, đồng màu đen 109 ạ. 109 ngàn dùng cho Hải ha. Lên liền cho em mà A6 109 ngàn. Tại vì nó có rất là nhiều hàng mấy cái ôi mà nó lễ cũng A6 nhiều. Cho Lan Ngọc Ánh Dương 109. 109 ngàn nha. Lên liền mà A6 cho em cho Gary Trâm. Nè. Đẹp lắm mấy chị A6 ơi. A6 109 lên cho em nha. Xét siêu phẩm nè. Nhưng mà xét này để bị lỗi mấy chứ. A6 109 lên giúp em đó mấy chị ha. Em còn vài ba con giờ lấy chút liền cho em 109 ngàn à. Xét này là nó làm cái quần đen nè, cái chân váy đen á, xong nó bị len qua đây nè. Nhưng mấy chị A6 Chu Ngân 109. Rồi lên liền cho em mà A7 đi, em tặng mấy chị 79 ngàn luôn. Tay của Hải đang cầm, em có S có M, em tặng mấy chị 79 ngàn ha. Về mấy chị tắt riêng ra mặc nha mấy chịu nha. Ví dụ như cái áo này mình tẩy ra mình mặc nha. Chân váy mặc riêng dùng cho Hải luôn, Hải tặng mấy chị 79 ngàn nguyên set luôn. Nguyên set nha, màu trắng thì vẽ dễ mấy chị tẩy ra thôi, mấy chị không có lem nhiều tất. Lên liền cho em mã dùng cho em A7 dùng cho em có S có M này, có mấy set thôi. Hàng TS dùng cho Hải. Hai set size M tặng mấy chị luôn 79 ngàn. Ở 79 ngàn cho em size S M cho em mấy chị ạ. Chịu cái chị luôn. Rồi lên liền cho em A8 119 ngàn. Nhưng mà con có size gì em? Đây xếp Hải mang bị rộng lắm mấy chị ơi. A7 size M cho An Lê 79 ngàn. A7 size M đó. Đó M gì? A7 size M cho Hằng Nguyễn 104 79 ngàn. Rồi lên liền cho em A8 119 ngàn kèm size S M. Rồi lên liền cho em A8 kèm size SM dùng cho em. Size S, size M nha mấy chị. A7 size S cho Nâu Phạm 79 ngàn.
lên liền cho em A8119 kèm size SSM dùng cho em hàng ngày nha. Hàng hãng nha mấy chị. Hàng CN nè. A8 kèm size SM119 luôn giúp em ạ. Hàng CN nha, hãy like từ từ nha mấy chị nha. Tại vì không có mẫu nhiều mấy chị, có ít lắm. A8 CM Mia Mia 119 lên liền cho em A8 kèm size SSM119 sẽ hãy đang mang. Mở đây nè. A8 CM119 SM cho Mia Mia S nha. Rồi lên liền cho em mã A7 S đâu phải có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã A8 kèm size SM dùng cho em. Chị nào lấy size gì của mình size đó nha. A8 kèm size SM dùng cho em. Size M cho Phượng Trần. A8 size cho Ngọc Dung. Nhiều hàng lắm cả nhà ơi. A8 kèm size SM luôn cho em ạ. Lên liền cho em bỏ cái M của Mia Mia luôn đi. A8 CM cho Nắng Hoa. A8 CS cho Mia Mia. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ủa con này rồi mặc sao mấy chứ. À gài nút. A8 CM Phạm Hương. Phạm Hương đơn mình là ghé lấy hay gửi mà chị ơi. A8 em còn 2 set CS giờ lấy cái liền với em 119.000 hết mờ rồi. Rồi cái này là gài A8 em Ngọc Dung có rồi nha. A8 em chỉ còn xe thôi mấy chị ơi. Cài nút em mới chịu nha. Kèm cho mình một con áo lót này. Ok, Nguyên Thái nha. Bà bảo cái A4 là cái nào? A4 là cái nào? Nhiều nhiều rồi kìa. Xoay dây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây. Rồi lên liền cho em mã A9 dùng cho em. A9 nha mới chịu nha. Áo lót bên trong cho mình nè. Tặng mấy chị con này A9 99.000. Lên liền cho em mà A9 99.000 size cho mấy chị 52kg đổ lại men ok dùng cho em. Con này là gài nút nè mấy chị nè. Gài nút hết nha mấy chị nha. Gài nút bên một tay nè. Xong ở đây kèm cho mình một con áo lót luôn 99.000. Lên liền cho em mà A9 dùng cho em 99.000 hàng TS. A8 em chỉ còn CS thôi mấy chị ha. Lên liền cho em mà A9 dùng cho em 99.000. Lên liền cho em mà A9. Rồi lên liền cho em mà A10 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mà A10 hàng cao BTY nha mấy chị nha. Phôm cho mấy chị nào mà 60kg đổ lại men ok 109.000 dùng cho Hải. À luôn mấy cái set này đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Này. A9 như Nguyễn Hà. Cái này là tội lười đăng hình đó mấy chị nha mấy chị nha. Lên liền cho em mà A10 dùng cho em 109.000. A10 nha, hàng ti hàng KBTY nha. Lên liền cho em mà A10 dùng cho em. Lên liền cho em mà A10 nha cả nhà ơi. A10 109 như Nguyễn 11. Lên liền cho em mà A10. A10 109 lên giúp em ạ. A10 cho An An Lê. Rồi lên liền cho em mà A11 109 toàn là hàng đẹp không? Toàn là hàng đẹp không mấy chế ôi nè, quần anh em lấy nè. A10 Bảo Lam Trương 109.000, cái set này không có có đâu nha. Hãy ôm được tiêu đó. A10 cho chị ạ, chà bé. Hàng xịn xò lắm luôn, con này mấy chị 55kg đổ lại men ok dùng cho em. Lên liền cho em mà A11 dùng cho em. Mấy chị lấy bán đầu năm đi. Đầu năm hãy không có mấy cái lô mà đẹp như thế này đâu. Thật sự luôn. Nhưng mấy chịu nha, co giãn cho mình. A10 Hồ Cẩm Tú. Lên liền cho em mà A11 dùng cho em 109.000. Siêu rẻ luôn á cả nhà ơi. Vô mùa là mấy cái này là 140, 150, 160 không ấy. Nhưng mấy chịu nha. Lên liền cho em mà A11. A11 Lên Hồng Ánh Dương. Nhìn cái nút này mấy chị nè. Trời ơi xuất sắc luôn á. A11 lên giúp em 109.000 nha. A11 Thúy Kiều. Rồi lên liền cho em mà A12 dùng cho em. A11 Đinh Phượng. Rồi lên liền cho em mà A12 109 dùng cho em. Lên liền cho em mà A12 109.000. Nó đẹp thật luôn á cả nhà ơi. Bán cái giá này là siêu rẻ luôn á. Trời ơi tôi nói A11 cho Hằng Lê. Tính cho lắm nha mấy triệu nha. Kia giờ set này mình phải bán 129.000 này kia nha. A11 em còn một set cuối cùng chào lấy chú gì chú em ạ. Lên bạ muộn phải bán mấy chị 109.000. Sợ thật luôn á. Bán rẻ riết quen mấy chế ơi. Lên liền cho em mà A12 dùng cho em. Bán rẻ riết riết luôn á mấy chế ơi. Lên là không bao giờ bán cắt. A12 109 lên chú em đi mấy chị nhỏ. A12 cho An Lê. Nè cả nhà ơi. Xịn không? Đó, không xịn mới lạ luôn á. Rồi lên liền cho em mã A13 dùng cho em 109.000. A12 Đinh Phượng, A12 Lê Hồng Ánh Dương. Nè cái này là mấy chị nào mà cho A12 Vân Nguyễn hết A12 ạ. Để dành bán suốt đầu năm nha mấy chị nha. Nè, hàng xịn sò lắm. Phôn cho mấy chị 55kg mang vô tư chắc lây nình. Lên liền cho em mã mấy A13 109.000.
lên ngay và liền A13 chắc ly nình dùng cho em. Chắc ly nình nha mấy chị nha. Lên liền cho em mặt A13 109.000. Ly nình nha cả nhà ơi, hàng ly nình nha. Lên liền cho em mặt A13 109. A13 sáng cho Lê. Lên liền cho em mặt A13 109. Đẹp xuất sắc. A13 lên cho em 109.000 đi ở trên Abi. Wow. Rồi lên liền cho em mặt A14 dùm cho em. A13 cho An Lê. Rồi lên liền cho em mặt A14 một con đầm A13 xô. Cho Ngọc Ly. Đầm xô trắng nha, hai lớp cho mình luôn, không có mỏng. Thôi A13. Rồi lên liền cho em mặt A14 dùm cho em. 109.000 đầm xô trắng nha, hai lớp nha mới chịu nha. Hai lớp nha mới chịu nha, cái tác mẹ bồng con này nè. Tán mẹ vòng con nha mới chịu nha. Con này nó làm ép nhưng mà bạn nào 55kg mang vô tư cho Hải luôn. Lên liền cho em, Hải dùng cho em. A14 có 2 con rồi mới chịu. A14 109 lên cho em mới chạy 2 con cho lên em Ngọc Hải Dương. A14. Rồi lên liền cho em mã A15 hàng tan hồng nè. Rồi lên liền cho em mã A15 nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã A15 nè. Một con đầm xô trắng luôn. Tặng mấy chị con này luôn 109.000. Con này dễ thương lắm nè mấy chị. Đây nha, cái nơ nè, hàng tan hồng này nè. Tan hồng nha mới chịu nha, size M dùm cho em. Lên liền cho em mã này là mã A mấy? 15. A15 dùm cho em 109.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã A15 dùm cho Hải. 109 này mấy chị ơi. A15 nha cả nhà ơi, 109.000. 15 mấy chị ơi. A15 lên giúp em 109, A14 em hết rồi mấy chị ạ. A15 lên giúp em 109.000 à. Mấy chị, mấy set này may. Gấp gấp. Đem hết A14 rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã A16. Không có gì đâu Trang nha. Rồi lên liền cho em mã A16 nha. Chân váy nè, đó. Chân váy mà dài vừa chấm gối nha mấy chị nha. Xong rồi kèm đai cho mình nữa nè. Đó, nguyên set luôn. A16 dùm cho em 109.000 nhưng mà ở đây coi size mấy chị ơi. A16 này em về được em về được S đâu mấy chị ơi. Lên liền cho em mã A16 size S thôi cả nhà. Lên liền cho em mã A16 size S. Ép nhưng mà em thấy cái này là 52-53kg mang vừa nha, chân váy to đó mấy chị. Tìm đai cho mình thì mang được ha. Lên liền cho em A16. A16 Lê Ngọc Ánh Dương 3 set. Lên liền cho em A16. 109 ạ. 109 nha. A16 cho Cẩm Tiên. A16 em còn một set mấy chị ơi, 109 này nha. Để chuẩn bị cho em. Nhanh là có này, cái set này. A16 Cẩm Tiên có rồi ạ. A16 cho Nhi Nguyễn 600. Rồi lên liền cho em A17 109. Trời ơi. Đó là 16 luôn ạ. Hài quá mấy chị ơi, mới vừa lai hàng 179 nha. Rồi cái này size cho mấy chị nào mà 50kg đổ lại men ok. 50kg nha, một con quần ống suông nè nha. Kèm cho mình một con áo nè. Cái này về tách riêng ra mặt cũng đẹp nha cả nhà. Nhìn hạt nút nè. Nhìn nút nha mấy chị ơi nha, hàng xịn lắm luôn ấy. A mấy? 17. Lên liền cho em A17. 109.000, đẹp lắm. A17 cho Mia Mia. Nha. Yeah. Có, đẹp không mấy chị ơi, về tách riêng cái quần hay cái áo ra mặt cũng đều được ok la luôn ấy. Lên liền cho em mặt A17 dùm cho em. Lên liền cho em mặt A17. A17 lên cho em 109.000 ạ. Rồi con này size M nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mặt A18 size M đầm bí. A17 lên Ngọc Ánh Dương. Rồi con này là đầm bí nha mấy chịu nha. A18 size M dùm cho em. Tặng mấy chị con đầm này 109.000. A17 Bùi Mỹ Ly. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A17 Khoa Khoa, A17 An Lê hết không vậy? A18 size M nha mấy chịu nha. Một con đầm bí tơ nè. Con này mặc lên đẹp lắm luôn ha. Lên liền cho em mã A18 109 dùng cho em. A18 109 size M có vài con thôi nha. A18 cho em đầm màu đen size M 109 cho em ạ. Lên liền cho em mã A18. A18 như em mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã A19. A18 Khoa Khoa. Rồi lên liền cho em mã A19 109 dùng cho em. 60kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mã A19 hàng Campitiware nè. Nó là bấm size S nha cả nhà ơi. Nhưng mà cái form của nó là form rộng nha. Form này để mấy chị nè, co giãn cho mình nè. Cái xế này giống cái xế màu xanh mơ lúc nãy em lên cho mình á. Đây hàng Campitiware luôn. Hả mấy? Rồi lên liền cho em mã A19 dùng cho em. A18 cho Ngọc Hương. Rồi lên liền cho em mã A19 nha cả nhà ơi, 109.000. Lên liền cho em mã A19 109 dùng cho anh. A19 nha cả nhà ơi, 109.000. A19 lên cho em 109.000 cho Lao Bi. Rồi, mẫu lẻ em. A19 lên Ngọc Anh Dương.
À, 19 lên cho em 109.000 ạ. Lên Ngọc Anh Dương có rồi ha. Trời ơi. À, 19 cho Ngọc Hương. Đẹp quá mấy cái ơi. À, 19 em cùng một sáng nữa chùm 109.000 ạ. Ui, trời ơi. Ok, dòng ui. Hà nha. Hãy nhận à, được 19 cho Thanh Hiền Trần Thị. Để đơn mà hãy trừ qua cho mình ha. Đây, áo đắp chéo qua nha, xong mà kèm cho mình cái quần. Trời ơi, cái xếp này đúng xịn luôn á cả nhà. Lên liền cho em mà A18 dùng cho em. A20 109.000. Quần là set ly nè, hàng chủng luôn á mấy chị. Đẹp lắm. 109.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. A20 đúng được 3 set. A20 lên giúp em xếp cho em 109.000 ạ. Lên đúng mã cho em đi mấy chị ơi, chứ khỏi bị nhầm mẫu. A20 cho lên Ngọc Anh Dương 2 set. Lên liền cho em mã đi mấy chị, A20. Lên liền cho em mã A20 nha. A20 em còn một set cuối cùng, chờ lấy cho liền giúp em 109.000 cho Suki Ly. Trời ơi, em thấy cái set này nó hot nè mấy chị ơi. Hết 20 ạ. Cái này nó là dâm nha. Lên liền cho em mã A21 109 luôn mấy chị. Lên liền cho em mà A21 nó là dùm nè. Cái dùm này em thấy ở trong mấy cái nhóm Ninh Hiệp, mấy bạn mà bán hàng cao cấp, mấy bạn mà bán hàng order, mấy bạn đi tìm mấy cái mẫu này nè mấy chị nè, đang cháy hàng luôn á nha mấy chị yêu nha. Dùm dùng cho em nè, khó kéo phía sau nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mà A21 dùng cho em. Lên liền cho em mà A21 là dùm nha mấy chị yêu nha. Dùm có 3 con rồi mấy chị, 3 con nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Đây để em đưa cái màu kem cho mấy chị. Đó chị Nho ơi. Dâm mà A21 lên cho em 109.000 ạ. Đây là màu kem A22 nè mấy chị nè. Để em đưa cái màu kem cho mình dễ thấy ha. Tại vì màu đen mà mình không thấy được cái hình dung cái dâm á mấy chị. Này mặc lên đẹp lắm luôn á mấy chị, 109.000. Màu kem dùng kem nè. Lên liền kem mã dùng kem, tút kem cho mấy chị nha. Phía sau của nó là có khóa kéo cho mình nè. Chào lấy thì chốt đi dùng kem mã dùng kem. Dâm kem và dâm đen giúp em đi ạ. Đây, chị nào lấy thì chốt đi dùng kem mã dùng kem. A23 dùng kem là dâm kem nè. Kem cho Ngọc Hiên 109. Đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Hàng to bao luôn á, hàng xịn sò nha. Giờ lấy liền giúp em mã dùm kem 109. Lấy liền cho em mã dùm kem, dùng kem 109.000 dùng cho hả? Em có màu hồng và em có màu trắng nữa nè. Chờ lấy hồng ghi hồng, chờ lấy trắng ghi trắng dùng kem. Hồng và trắng dùng cho Hải nha. Chờ lấy thì kèm màu vô mấy chị. Hồng trắng kem chị nào lấy màu gì lên màu đỏ giúp em 109.000 ạ. Vì xem mà chấm tương tác và chia sẻ like giúp em nữa mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Hành phạm với 23 là dùng cho em đúng không em? Dùm bao nhiêu ký mang cũng được hết chị. Bao nhiêu ký mang cũng được hết nha. Mấy chị nào mà 60 ký đổ lại mang được luôn cho Hải luôn. Rồi lên liền cho em mã A24 đi cả nhà, 109.000. Lên liền cho em mã A24 109. Cái xế này ốp hình chưa mấy chị? Chưa hả? Lên liền cho em mã A24 có xế chi nhất. Hàng này là hàng của Lily Nguyễn ấy. Lily Nguyễn nha, 380 ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em. A20 mấy không? A24. Rồi lên liền cho em mã A25 dùng cho em, 89.000. Quỳnh Anh lấy không? A24 vô qua qua. A25 89.000, hàng trang hồng nè. Nha. Yeah. Cái bộ thường thường là người ta bán là dâm hồng trắng cho Ngọc Hương 200 mấy nha. Thường người ta bán 200 mấy ngàn mà em lại em bán mấy cái này là em bán rẻ cho mình nha mấy chị nha, 89.000 luôn. Lên liền cho em mã A25 phôm 65 kg đổ lại luôn. Em là thường bán mấy cái này là rẻ nhưng mà hàng xịn lắm mấy chị. Hàng vải đẹp lắm, cái hàng mà Big Black nó là hàng xịn lắm. A20 89.000. A25 89.000. A24 em có một set thôi. A24 có một set thôi mấy chị, lên mà A25 lên giúp em 89.000 nha. Lên cho em mà A26 dùng cho em. Cho Lê Ngọc Bánh Dương 3 con. Rồi lên liền cho em mà A26. Hết A25 luôn ạ. 109.000. Lên liền cho em mà A26 109, nhưng mà con này em có size 50kg đổ lại thôi mấy chị. 50kg đổ lại thôi nha. Size của Hải đang cầm là size S thôi, 50kg đổ lại nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em A26. Lên liền cho em mã A26 dùng cho em cái set này. Dùm kem nó hết rồi, dìu nhẫn Lê ơi. Mấy chị lấy set này về. Còn hồng và đen thôi. Nè, đẹp không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A26 dùng cho em 109.000. Size cho mấy chị 50kg đổ lại em ok dùng cho em. Lên liền cho em mã A26. Nè, có nhiều váy hoa nha. Hôm nay có nhiều váy hoa lắm mấy chị ơi. A26 cho em 109.000. Lên liền cho em mã A26 đi cả nhà, 109.000.
Nè, cái hoa đẹp lắm luôn á cả nhà. Sếp mà ai xấu với em một lại tính nha bây giờ. Ôi. Nha, em lên màu luôn cho mình cho dễ chốt nha, tại vì có ít. Rồi, màu hồng là em có size hả? Màu hồng là em có size size S, size M nè. Lên liền cho em ạ, à, A27. A27 kèm size màu hồng SM dùng cho em. Lên size dùng cho em, hai size S, size M em tặng mấy chị 109.000. Hàng xịn sò nha mấy chị nha, không phải là cái hàng mà hàng mấy bạn lấy mẫu hàng hàng hot mà lên đâu mấy chị nha, mấy chị nha. Đây là những mẫu hàng áo váy hoa mấy bạn mua 300 mấy ngàn á nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A27 kèm size size S, size M váy hoa tơ dùng cho em ha. Hai con dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. A27 kèm màu kèm size chứ lộn, kèm size. A27 kèm size SM dùng cho em. Rồi lên liền cho em SM lên cho em 109. Rồi lên liền cho em mà A28 dùng cho em nè. A7 CM lên Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền cho em mà A28 em cũng có SM luôn. Lên liền cho em mà A28 SM dùng cho Hải nè. A28 SM 109 nha. Lên liền cho em mà A28. A27 em chỉ còn xe thôi. Rồi lên liền cho em mà A28 SM luôn mấy chị. A28 SM luôn. Giờ lấy thì chốt liền. A27 chỉ còn xe thôi mấy chị ơi. Giờ lấy cho liền mà A27 xe cho em ạ. À. Lên liền cho em mà A28. Rồi lên liền cho em mà A29 size M. Lên liền cho em mà A29 size M dùng cho em. A28 cho Ngọc ha. Rồi lên liền cho em mà A29. 29 size M nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mà A28 M lên Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền cho em mà A29 size M. A28 em chỉ còn một con xé thôi. Hàng nhà này lúc nào cũng xịn sò. Rồi lên liền cho em mà A30. A28 em còn xé thôi mấy chị nhỉ. Rồi lên liền cho em A7 cho Ngọc Hê. Rồi lên liền cho em mà A30 dùng cho em. A30 109 xét dùng cho em nè. Lên liền cho em mà A30 nha cả nhà ơi. Hàng CN này nè. A29 là Ngọc Vĩnh Dương CN nha. Lên liền cho em mà A30. A30 dùng cho em. 58kg đổ lại men ok 109.000. Lên liền cho em mà A30 109 tay hàng này nha. A30 lên giúp em 109.000 nha. Rồi lên liền cho em mà A31 dùng cho em 109 luôn. A9 em hết rồi bây giờ lên mà A30 cho em 109.000. Rồi lên liền cho em mà A31. A30 lên Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền cho em mà A31. Đang có báo giá luôn mấy chị ở từng mẫu luôn á. A31 size mấy chị 52kg. Lên liền cho em mà A31. A30 cho Dương Mỹ Mơ. Rồi lên liền cho em mà A31. A30 cho Nhã Lam Trương. A31 52kg đổ lại men ok 109.000. Có 1 cái thôi mấy chị không. Lên liền cho em mà A31. Rồi. Thề luôn á mấy chị ơi. Cái vải nè. A31 thu rồi Dương. Thầy em biết là hàng nhiều hàng hàng như vậy là em để lại đầu năm em lái mấy chứ nghe. Lên liền cho em mà A3 mấy. A32 109 nha mấy chứ. Đẹp xuất sắc luôn. Lên liền cho em mà A32 109 nè mấy chị. Con đầm này mấy chị SML men nha. Lên liền cho em mà A32 dùng cho em 109 nha. Đẹp quá trời luôn. A31 lên chưa? A32 lên cho em 109.000. A31 bên em có một con hết rồi. Đẹp quá luôn mấy chị ơi. A32 lên Ngọc Ánh Dương hai con. Đẹp xuất sắc cái mẫu đó luôn. A32 Thí Kiều. Rồi lên liền cho em mã A33 dùng cho em. A33 nha cả nhà ơi, 109.000. A32 trên AB. Trời ơi, bé nhìn cái đầm này. Đẹp hề. Đúng dáng đúng đẹp luôn hàng. Nói chung là hàng người ta làm chuẩn nó khác đó mấy chị. Nha. Lên liền cho em mà A33 size S dùng cho em. 109.000, không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn. Em nói thật sự luôn á. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. A33 dùng cho em. Tôm ngực của nó nè. Trời ơi, nó đỉnh lắm luôn á cả nhà ơi. 109.000. Lên liền cho em mã nha mấy chị. A33 là màu đen, 109 nào lên. 109.000. A33 109 lên giúp em chưa. Rồi lên liền cho em mà A34 dùng cho em. A33 Lê Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền cho em mà A34 109. A33 Thí Kiều. Cái này em có size cho mấy chị 55kg đổ lại nha. 55kg đổ lại men ok. Lên liền cho em mà A34 109.000. Một con đầm body nè. Xong rồi kèm cho mình A33 Hà Linh có rồi ạ. Thí Kiều có rồi. A33 cho bạn thì hồi thương.
Rồi lên liền cho em mã 234, một con đầm body nha, xem vào kèm mình một con ốc khoác. Đẹp lắm. Sếp em mang còn S đó chị. Sao em mang còn S đó mấy chị ạ? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A34 dùng cho em. A34 cho Nguyễn Thảo 109. Lên liền cho em A34 109. A34 lên cho em 109 nha mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 34 đi, một con đầm body, xong rồi kèm cho mình một con ốc khoác nữa. A34 len rồi, bánh dương. A34 hay nhầm nhẹ chị nào, lấy xé lại mặt xé, từ lên mặt xé lại mặt xé chứ em ạ. Cho khỏi bị nhầm mẫu với chị nha. Tới công chuyện nha mấy chị nha. Tới công chuyện chiếc này luôn. Chị nào mà mặc tầm khoảng 52kg nha. Lấy mặt xé cho Hà Linh 109 nha. Lên liền cho em mặt A35. Đẹp quá. Lên liền cho em mã A35 109.000 luôn, bán tặng luôn nha. Lên liền cho em mã A35. Trời ơi, anh Dương lấy nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Luôn ấy. Ông ơi, tôi về nhẹ nhẹ có rồi ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ok, chị Hà Linh có rồi chị nha. Lên liền cho em mã cho mấy chị nha. Đó, đẹp không? Rồi lên liền cho em mã A35 dùng cho em. A35 lên cho em 109.000 cho Hồ Cẩm Tú. A35 cho Lê Ngọc Ánh Dương 2 xếp. Rồi lên liền cho em mã A36 dùng cho em 109.000 luôn mấy chị. A36 size M 55kg đổ lại dùng cho em. Không, cái này em có S có M luôn nha. A36 em có S M luôn. Đây, lên liền cho em mấy con này nha mấy chị. A35 mang ăn lê. Hôm á, mấy bạn mặc lên nha. A35 Ngọc Diệp siêu hấp dáng nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A35 còn 1 xét cho em nắng hoa hết A35 ạ. A36 em có S có M, lên liền cho em mã A36 kèm size SM dùng cho em. Lên liền cho em mã A36 kèm size SM nha cả nhà ơi. Có một con S thôi mấy chị. Hai con S, ba con M. Lên liền cho em mã A36. A36 kèm size với em mấy chị ạ. Lên liền cho em mã A36 dùng cho em. Ngọc Hoan ơi, lên lại mã với em mấy chị ơi, nó trôi mã rồi mấy chị ơi. A36 kèm xe SM lên cho em 109. Lên liền cho em mà A36 kèm xe SM. A36 hai cái M cho lên là bao nhiêu 109. Rồi con này mang đi tiệc nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mà A37 nha mấy chị. A37 này A36 kèm xe SM lên cho em ạ. Rồi lên liền cho em mà A37. Ok Ngọc Hân 119.000 chị nha. Nè mấy chị nhìn hộ em cái đầm này nha, kèm đai vô nha, siêu hấp dáng luôn nè. Má chị Vy em thấy chị ạ. À, đẹp chưa? 109.000. Ba sáu em mời cho Ngọc Hương 109. 109.000 ha, size 52 cái đũa lạnh men ok. Lên liền cho em mã dùng cho em A50. A37 dùng cho em. Lên liền cho em mã 37 ha, kèm đai cho mình 109.000. Không có gì biển nha. Trời ơi, cái con đầm này nha mới chịu nha. Lên dáng là thôi luôn á, xuất sắc nha. 109.000 có cái đầm đi tiệc nha mới chịu nha. Rất là đẹp luôn. Vải siêu siêu đẹp nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã A37 dùm cho em 109.000. A37 cho em đi. Mấy chị lấy con đầm đó về treo trong tủ đi. Có tiệc này kia mình đem ra mình mang nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Ôi vô của tôi nè. Đây mấy chị ơi. Áo đẹp. Sao mà kèm chân váy đẹp nữa. 337 với cúc ngoạn. Rồi cái này được không? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 336 cho Nguyễn Tiến xé. Chị Nguyễn Tiến nếu hàng mình là ghé lấy hay là gửi quá được chị ơi, như ghé lấy đúng không? Rồi lên liền cho em mã A38 dùng cho em. A38 này hãy có size S thôi nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A38 size S. Thôi chân váy kèm cho mình một con áo vải xô màu xanh nè, màu đẹp không mấy chị. A37 thì leo 7 Ngọc Hương. Rồi lên liền cho em mã A38. Cái này chị nào mà eo 65, eo 68 đổ lại là mang vừa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên một con siêu phẩm A38 lên cho em 109.000 mấy chị nhỉ. A37 em hết rồi ạ, thì leo có rồi A37 rồi. A38 cho leo Ngọc Hương, A38 nắng hoa. A38 luôn như em 109.000 đi mấy chị ơi. Rồi cái này em có size M. A38 nó ngoài có rồi, lên vào bao nhiêu có rồi ạ. Ủa alo. Ủa alo. A38 em còn 3 set rồi, lấy cho mình giúp em. Ủa sao mà nó tặng kèm cái này, cái quần bên trong nữa hả mấy chị. À đây, tặng kèm cho mình cái quần bên trong nữa nha.
đây mình mặc xong mình kèm cái đai này nha mấy chịu nha. Xong rồi kèm ở bên trong có cái quần nữa size M. Lên liền cho em mặc A39 109.000. Mình anh lấy con này em xịn nè, hàng này GN nè. Đó, đẹp không? Ơ, vậy chứ một tiền. Lên liền cho em A39 dùng cho em 3 set à. 3 set nha. Lên liền cho em mã dùng cho anh. Còn một cái một set thôi. A39 lên cho em 109.000 nha. Lên liền cho em A39 size M. Rồi lên liền cho em mã A40 size M luôn mấy chị. A40 size M 109. Rồi lên liền cho em mã A40 size M dùm cho em. A40 size M 109 dùm cho em. Có set duy nhất không? Một set nha. Ý là cái lấy sao mà dồn được dồn chị Nguyễn Tiến ơi, báo để em biết vậy. Sao ngày mai em gọi chị vậy? A39 cho Lê Ngọc bao nhiêu? A39 cho Huyên Hy Võ. Rồi lên liền cho em mã 40 size M. Chị ơi. A39 cho Dung Nguyễn. Lên mã A40 cho em, A39 em hết rồi. Lên liền cho em mã A40. Rồi. A40 Lê Ngọc anh Dương. Đẹp quá mấy chị ơi, nhưng mà nó có size M. Lên liền cho em mã A41 size M dùng cho em 109.000. Rồi cái đầm này ngày trước em thấy mấy bạn nhiều hơn rồi. Bán rất là cao luôn nha. Nè, bất cơ nào cũng có bán cái con này luôn á, nhưng mấy chị hiểu nha. Rồi gian vô vô này kia nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã A41 dùng cho em 109.000 có được à. Ông mười có một con hết rồi mấy chị ơi, lên mã 41 giúp em. 4 con nha mấy chị ơi nha. Ông mười em hết rồi. Ông chín em cũng hết rồi mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Ông muốn ba con lên vào bao nhiêu nha, ông muốn cho mầm thì hồi thương. A42 nha. A42 này em có mỗi thứ một con nha mấy chị ơi nha. Mỗi thứ một con thôi. Mỗi mèo một con á. Cái này nguyên xét cho mình như này luôn. Ông mốt cho ăn liền. Mấy chị nhìn nút nè nha. Rồi cái này em có mỗi thứ nhưng mà size S không này chị luôn lấy chút. Em có màu nâu nè, màu nâu ha, màu này là màu ghi nè, màu này là màu xanh nè, và màu này là màu đen. Nhưng mấy chị nha, lên liền cho em A41 A42 dùm cho em 42 nha, 109.000. Có 4 màu, chị nào ưng lấy màu gì của mình màu đó. A42 kèm màu cho em nha. Lên liền cho em A42 kèm màu ha. Nâu, xanh, đen và xám ấy chị hả? Lên liền cho em A42. A42 dùng cho em. Chị nào lấy màu gì của mình màu đỏ dùng cho Hải nha. A42 lấy cho em 109.000 đi ạ. A42 đủ màu cho Ngọc Diệp. Rồi lên liền cho em A43 cho. Ôi nha. Xin ông mấy chị ơi. Lên mấy cái đầm này nha, em đảm bảo mấy chị luôn, mặc lên là thôi luôn ấy. Nha, hơi bị kiểu như là rất là xinh luôn nha mấy chị ơi nha. Đẹp lắm. Xinh lắm luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em A mấy? A43 dùng cho em. Ôi mấy cái đầm xô nè. Nha, hàng tan này nha mấy chế là yên tâm hàng đẹp ấy. Nha. 43 Ngọc Thơm, đầm xô vàng A43 Ngọc Thơm. Này mấy chị nào 55kg may cho tôi nha. Giờ lấy thì chốt rồi dùng cho em. Rồi y như vậy luôn màu đen A44. Lên liền cho em mã A44 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A44 y như vậy màu đen. Ông ba Lê Ngọc Ánh Dương. Y như vậy màu đen nha. Lên liền cho em mã A44 là màu đen. Ông ba Suki Ly, ông ba Thí Lý, ông ba cho chị à. Suki Ly có rồi ạ. À. Rồi lên liền cho em mã A44 đen dùng cho em 109.000. Ông ba em còn một con mấy chị ơi. 44 nha cả nhà ơi. Ông 43 em còn một con giờ lấy cho em ạ. À. Ông 4 cho Lê Ngọc Ánh Dương. Còn em có một cái set này siêu dễ thương. Ông bố cho Gary Trâm. Ông bố là màu đen mấy chị hả? Size M. Ông ba nha Cẩm Vân Ly. Một con quần ống sung nha, chắc phải kaki màu trắng nè. Xong rồi kèm cho mình một con áo nè. Trời ơi, siêu cưng luôn nha. 109.000 size M. Lên liền cho ông em bố anh Phạm. A45 size M. Lên liền cho em A45 size M có 3 set à. 3 set nha. A45 size M hàng RN.
gạt mấy chị. Ông muốn làm hết à? Ông muốn làm lên bọc bánh dương. Đây là hàng TS nè. Hàng TS nha, có cầu vai cho mình luôn. Ai? Nha, yeah, có cầu vai, hàng TS. Ông muốn làm như thế kiểu size M. Lên liền cho em A46 tặng mấy chị luôn 109.000 luôn. Ok không mấy chị? Nha, yeah, lên liền cho em mã kèm đai cho mình luôn ha. Có đai nha. Nguyên một con áo vest nè. Có cầu vai cho mình bên trong nè. Xong rồi kèm đai nè, kèm quần cho mình nè, 109.000. Rất là rẻ luôn. Và đây là A45 bản tiếng Anh. Hàng TS này nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. A46 size M 109.000. Có được 2 set nè, nặng kịch kịch luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A47 dùng cho em nè, 109.000, đầm hồng dùng cho em nè. Size XL nha, lên liền cho em mã A47 size XL dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mã A47 dùng cho em. Chị nào hết đơn giản lấy mấy con này cho hỏi nha. Form của nó là form AA, form A nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã A46 cho qua qua. Rồi lên liền cho em mã A47 dùng cho em. Lên liền cho em mã 47, 109.000 dùng cho hỏi nha. Đầm xuân A dùng cho em. Đầm xuân A nha mấy chị nha. Mang mấy con này chỗ nào bầu bí mang được nè. A47 lên giúp em, A46 em có 2 con hết rồi. À mấy chị ơi còn đây. Lên liền cho em mã A48 nè. A48 nha, nhưng mà để coi size mấy chị. A48 ông 7 anh Phạm, ông 7 trường nồi của em. Nhưng mà chỉ có S thôi mấy chị ơi, chỉ có S thôi nha. Lên liền cho em A48 size S nè, 109.000. Đó, nãy chị nào mà không có chốt được ấy, nãy có Ngọc Diệp chốt được đủ màu thôi đúng không? Lên liền cho em mã dùng cho em A48, 109.000, nhìn nút này mấy chị. A48 size S, 109.000. Quá là đẹp luôn. Lên liền cho em A48. Hàng này nha mấy chị. A47 thanh lê. Rồi lên liền cho em A48. A47 em còn 2 con giờ lấy chứng liền cho em à. Lên mã A48 109 cho em mấy chị ạ. Cho hoa hoa cho nắng hoa. Rồi lên liền cho em mã A49. Một con đặt sơ mi. Sơ mi dáng dài nha. Vải xô dùng cho em nha mấy chị nha. Vải xô. Sơ mi dáng dài nha mấy chị nha. Tay nè. Đây là tay bồng nha. Lên liền cho em mã A49 dùng cho em. Con này mấy chị mặc size S, size M, size L đều mang được hết. 109.000. A48 Ngọc Diệp. Rồi lên liền cho em mã A49. A49 nha, 109 dùng cho em. Vải này đẹp nha. A48 cho lên Ngọc Ánh Dương. Rồi lên liền cho em mã A49, 109 dùng cho em. A48 thôi cho qua một con. Rồi lên liền cho em mã A49, 109.000. Lên liền cho em mã A49, 109 dùng cho em. A49 nha cả nhà ơi, 109.000. A49 lên cho em 109 nha đi ạ. Ok chị ạ, chị Nguyễn Tiến ạ. Lên liền cho em mà A49. A49 bay la kim. A49 là Thảo Yên. À cái này là dim nè mấy chị ơi. Dim này nhưng mà em chỉ có size S thôi. Dim màu vàng size S tầm khoảng 52kg á cả nhà. 52kg ha. A49 nha An Lê. Dùm ống sung nha mấy chị nha. Dùm ống sung dùng cho em. Tay sắc nách nè. A49 thanh tiền. Đẹp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. A50 109.000. Lên liền cho em mã A50 109 dùng cho em. Đẹp nè. Đây có dây đai cho mình luôn. A49 nha Hành Phạm. Tay sắc nách nha mấy chị nha. Có túi nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã A50 là dùm nha mấy chị nha. Dùm dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mã A50 109. Lên liền cho em mã A50 dùng cho em 109.000 dùng cho hai. A50 lấy cho em 109.000, không chính em hết rồi mấy chị nhỉ. Lên liền cho em mã A50 đi mấy chị ơi, 109.000 dùm. Ok, vậy thêm tiền 36 nha. A50 dùm vàng 109 lên giúp em ạ. Trời ơi, xuất sắc luôn. Lên liền cho em mã A51, 109, tai bồng nè. Trời ơi, nhìn dùng cho em cái tai này đi mấy chế ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em A51.
có hai con nè, hai con nha. Lên liền cho em A51. A51 Ngọc Thơm, A51 Hành Phạm. Ở đây A51 luôn ạ. Rồi lên liền cho em A52. Lên liền cho em A52 size M dùng cho em nè. 109 ngàn. Con này mà mấy chế ơi, mấy chế lấy liền đi. A52 nó y như một con yếm vậy đó. 109 ngàn mua về mang Tết mấy chế. A50 là giống vàng gì đó đi Trâm ơi. Rồi, có đen không? Rồi lên liền cho em A52 dùng cho em A52. A52 dùng cho em size M 109 ngàn. Lên liền cho em A52 109 dùng cho em. Em nghĩ mấy chị nói lên đúng hả? Mấy chị A52 lên dưới 109 ngàn cho trình hồi của em. Rồi lên liền cho em A53 dùng cho em. Thiệt quá à. Thiệt. A52 là thiên trang. Nè cả nhà ơi. À mà bán đầu năm là đúng bài luôn mấy chị. Xuất sắc luôn. Lên liền cho em dùng cho em A53. A52 Thí Kiều. Lên liền cho em A53. A52 Nguyễn Thủy. Rồi lên liền cho em A50. Thôi là A52 là A53 với em 109 đi ạ. A53 cho con đi trăm, A53 cho anh An Liên. A54 109 ngàn có đúng duy nhất một set thôi. Lên liền cho em A54 109 duy nhất một set 55kg đổ lại men ok. 54 có set rồi mấy chị ơi. Lên liền cho em A54 ha. Rồi lên liền cho em A55 size M nè mấy chị. A53 bên em hết ạ. Rồi lên liền cho em A55 size M. Có rồi gì Ngọt Thơm. 55 size M là dùm nha. Ủa em thấy mấy con dùm này đẹp mà cả nhà. Dùm rất là xinh luôn ấy. Nè. Nó không phải là dùm chắc dài tay đâu nha. Đây mấy chị. Có túi hai bên cho mình nè. Mấy con này mặc lên cực kỳ hấp dáng luôn á. Dùm của nó là dùm ống rộng nha. Không phải là dùm mày dùm kia đâu mấy chị nè. Đó. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã A55 dùm cho em size M nha. 109 nha. Lên liền cho em A55 109 size M. A55 cho hình vi. Lên liền cho em A55 109 ngàn size M. Lên mã A55 với em 109 ngàn đi ạ. M nha. A54 cho tiếp lê 055. A54 cho lụa Nguyễn. A55 cho lụa Nguyễn. Màu đen nữa nè. Màu khác nữa nè. A55 Úc Trang. Rồi lên liền cho em A56 màu đen. Sai cho mấy chị 50kg nè. Ba con. A55 cho Phương Trương. Rồi cái này lên liền cho em A56. Cũng là dim nè mấy chị nhưng mà màu đen nè. Lên liền cho em A56 dim màu đen dùm cho em. Màu đen nha cả nhà ơi, nhưng mà cái cổ nó khép nè. Ở đây cái cổ nó sẽ xoén như thế này. A55 lùa Nguyễn có rồi ạ. A56 kèm dây cho mình luôn. 109 ngàn. Đây là hàng KBTWay nha. A55 cho Như Yến Ngọc. KBTWay nha mấy chị. Lên liền cho em A57. Y dễ thương cho. A57 nha. Size S, size M, size L đều mang được. Con quá. Lên liền cho em A57. Có được A56 ở bên NB. Được 3 set cả nhà. 3 set nha. 57. Dễ thương không? A57 lên cho em 109 nghe đi ạ. A57 với Lê Hồng Ánh Dương 3 xét thấy mã A57 ạ. Rồi lên liền cho em mã A58 nè. Đây nha, một con dim đùi. Em nói là hàng hàng em bán siêu hot luôn á, em nói thật. Nhưng mới chịu nha. Đây, 109 ngàn. Lên liền cho em mã A58 109 size M nha. Con này là mình cọt như thế này nè mấy chị. Con này mặc lên rất là đẹp luôn. Dùm màu trắng nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùm cho em A58 dùm cho em. Dùm trắng hàng CN nè. Nút bấm nha mấy chị nha. Bấm nè xong rồi gài nút dùm cho em. Lên liền cho em mã dùm cho em A58 cho hàng Ruby. Lên liền cho em mã A58 dùm cho em. A58 109 size M nè.
dùng cho em A58. Vừa. Vừa hạnh phạm, vừa. A58 hạnh phạm. Rồi lên liền cho em A58 Lê Hồng Ánh Dương. Tôn Phúc ơi, kính mời chị phải chúc mã cho em số điện thoại em mới lên đơn cho mình được giá A58 cho Hoài Lê. Rồi rồi mấy chế ơi, tới công chuyện luôn, sai M nha. Nè. Mua cái set này mang mấy chế. Mua set này mang ha, quấn quấn nè. Xong cái áo của nó cũng đẹp rồi. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã A59 dùng cho em 109.000 sai M. Mua set này nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã A59 size M dùng cho em 109.000. Lấy set đen này mang mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn ấy. Cái chân váy của nó rất là đẹp nha. Quấn cho mình nè. Size của Hải đang cầm là size M nè. Lấy set này mấy chị ơi. Set này đẹp nè. Set này mang A59 size M. Lên liền cho em mã A59 size M dùng cho em. Size M nha. Lên liền cho em mã A59. A59 cho bọc bên RB. Lấy set đâu mày mấy chị. Chị lấy này cho em mà A59 mà em lại chính nghe đi ạ. Rồi lên tiếp nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mà A60. A59 cái thanh thảo nguyện. Đây 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 đây. A59 cái nguyện thủy. Rồi lên liền cho em mà A60 size A59 cái Khánh Hòa. A60 nha mấy chị yêu nha. Thôi A59 ạ. Rồi lên liền cho em mà A dùng cho em A60 nha cả nhà ơi. Một con áo nè. Xong rồi kèm cho mình một con chân váy này, size M này. Lên liền cho em mà A60 size M này mấy chị. Con chân váy dài này, chân váy dài là thích rồi đó mấy chị nghe. Để tắt riêng ra mặc đi làm, mặc cái này cũng được. Kèm cho mình cái áo này. Lên liền cho em. Lên liền cho em A60. Lên liền cho em A60 dùng cho em. A60 màu này cho nó như thế nào mấy chị ạ? Rồi y như vậy mà A61 màu đen nè mấy chị. A60 ăn ăn lê. Rồi y như vậy mà A61 màu đen dùng cho em. Chị nào ghé lấy hàng thì chiều mai mấy chị hả? Qua giờ trưa bóng gì nhỉ? Rồi lên liền cho em A61. A60 cho một bánh NB. Rồi lên liền cho em A61 màu đen dùng cho em. Lên liền cho em A61 màu đen nha, xây mò. Lên liền cho em A61 màu đen. Đen 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 nha, đen A61. Rồi lấy A60 em còn 2 size đó. Lên liền cho em A61. À, số hút lên vào Quánh Dương. Nè, chị nào không được cái xét thấy mà Thiên Di à. Nè. Nha mới chịu nha, siêu phẩm luôn. Y như cái xét vu xì của nhà em mà chân váy mà đây là quần nè. Nha mới chịu nha. Quần dùng cho Hải này. Size của Hải đang cầm là size M luôn. À, size quần là size mà còn một xét phải mặc xe hết á, Nguyễn Linh này. Mà à cái này có size S, size M nè mấy chị. Lên liền cho em A62. A62 kèm size SM. Nè con héo nè. Đẹp quá. Nè lạ. Đây mấy chị. Lên liền cho em SM A62. Kèm size SM đi cả nhà. 109.000. A62 mấy chị kèm size lên giúp em ạ. Ok Nguyễn Minh nha, 119.000 ha. Rồi lên liền cho em A63 dùng cho em. A63 nha mấy chịu nha, có set duy nhất nè. A63. Lên liền cho em A63 size M. A62 SM cho Lê Ngọc Ánh Dương. 109. Lên liền cho em A63, cái đó mờ. A63 size M nè. Cái chân váy màu đen giống phải hay mang nè, chân váy trắng này giống chân váy đen. A62 em còn một set size M ạ. Số 2 size M Pamela. Rồi lên liền cho em mà A64 size S có một cái nữa mấy chị. Lên liền cho em mà A64 size S kèm đai cho mình size S không mấy chị ơi. 109.000 đầm nhung màu nâu. Số 3 lên Hồng Ánh Dương. Rồi lên liền cho em mà A64 okay. Rồi lên liền cho em mà dùng cho em A65 nè. A65 nha cả nhà ơi. Chốt em mà A65 đầm caro liền cho em 109.000, size mấy chị 52kg. Lên liền cho em A65. A65 này hàng tình tò đó cả nhà. Hàng có mốt ngột cho mình luôn. Cái này em có SM, chị nào lên size đi cả nhà. A64 gì sao Nguyễn. Rồi lên liền cho em mà A65 kèm size SM nha. Lên liền cho em mà A65 kèm size SM. Cái đầm này đẹp nha. Đầm này em thấy năm nào hot girl cũng bán hết trơn mấy chị nha. Bán rất là đắt luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em.
A65 mười mấy? A65 kèm size SM. Lên liền cho em A65 kèm size SM. Đây, lên một con đầm nhung. A65 kèm size SM lên giúp em đi ạ. Đây. A65 mấy chị kèm size với em có chị ơi. A65 kèm size, A65 mời cho Lê Ngọc bao nhiêu? Mình cái này nha. Chị có phần cái đầm nhung đỏ này nha mấy chị. A65 kèm size giúp em ạ. Lúc mấy chị mặc lên á mình mới thấy được cái dáng của nó. A65 size M bóng bóng. Cái đầm nhung này nha mấy chịu nha, mặc lên mới thấy được cái độ đẹp nha mấy chịu nha. Ở dưới của nó này là nó sẽ có hai cái phông. Có làm xé cho Nguyễn lên. Mấy chị thấy không? Nó sẽ làm rộng một cái phông dưới này ra. Lên phông nó rất là đẹp luôn. Em có size M. Số 5 xé cho chuông hơn, xé này mặc hết rồi mấy chị ơi. À 6 mấy ha? À 66 size M. Thật sự là con này mặc phông mới thấy đẹp được nha mấy chịu nha. Đẹp lắm luôn. Hàng LNG size M này. Size M nha, em tặng mấy chị luôn 109.000. Rất là xịn nha mấy chị ơi nha. Đầm nhung nó sẽ đắt hơn hàng thường nha mấy chị ơi nha. Hàng NGN nữa. Lên liền 66 Lê Ngọc Bá Dương. Lên liền cho em A66 CM. Con này mặc lên mới rất đồ đẹp được mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em 66 hết 65 rồi. 66 cho Khoa Khoa hai con. Lên liền cho em A66 dùng cho em. Còn hàng xịn quá à. NGN này mấy chị. Lên liền cho em A66 dùng cho em 109.000 dùng cho anh. Lên mã A66 109.000 cho em nha. Lá liềm cho em mã 66, 109. Cơ 66 có nhiều, ôi. Em còn nhiều đầm hoa em chưa có lên. 66 đi Kiều. Em còn nhiều đầm hoa em chưa có lên nha mấy chị nha. Quên nãy, quên giờ em nhắc giá bài hát em. 66 cho cổ lá. Cho lá liềm cho em. À 67 size 52kg. Trời ơi. Này mấy cái đầm này vô số 66 thí kiểu có rồi ạ. 300 mấy ngàn á mấy chị. Nó hợp luôn á. 300 mấy ngàn. 66 nhân ngân thu hết mua sao. Mua về treo ông tủ đi mấy chị. Không dư đâu thật sự luôn. 109 ngàn mua về treo ông tủ đi. Xe năm mình có tiệc mình mang nha. Không bây giờ mình mang tới mình mang nha mấy chị nha. Bán lại cũng được luôn. 109 ngàn. Quá là đẹp. Đẹp lắm luôn. Có mỗi tổ có 2 con. À, 67 lên giúp em 109 nha đây mấy chị hết mà 66 chị ha. Ta liền cho em A67. A67 Hành Phạm, A67 Chu Ngân hết A67 luôn ạ. Chu Hành Phạm không vừa đâu. S mà vừa gì bà? Ở đó chị. S mà vừa gì? A67 Lê Ngọc Vinh Dương. Tầm 52 kg đổ lại thôi mà vừa được. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A60 mấy? A68 dùng cho em nè. A68 109.000 size 52kg. Lên liền cho em mã A68. Con này size M đó cả nhà. A68 này size M nha, size M có mút ngực luôn. Lên liền cho em A68 size M dùng cho em. A68 size M nha, 109.000. A68 cho em 109.000. Lên liền cho em mã A69 dùng cho em nè. A69 dùng cho em ha, đầm Babidol nè, 109.000. A69. A68 Lê Ngọc Vĩnh Dương. A69 một con đầm hàng KBTY nha. Size này là mấy chị nào mà 60kg mang ok dùng cho Hải luôn. A69. A68 Vườn Tiên. Lên liền cho em A69 109 nè mấy chị. A69 dùng cho em 109.000. A68 lên cho em 109.000. Thì giờ mình like cái cho chị nhỏ. À mấy rồi. A69. Kim Anh Bùi nè mấy chị. Đó mấy chị thấy không? Đó. Kim Anh Bùi là rồi, của A69 em hết A68 rồi. Kim Anh Bùi là của Kim Anh Bầu Bé mấy chị. Kim Anh Bầu Bé nha. A69 hai con lên một bánh nhiêu. Chị nào mà bán hàng NGN này là cứ vô Kim Anh Bầu Bé là có hình nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã A70. A70 nha mấy chị. A69 là 1.000. Lên liền cho em mã A70 chị nào bán. A69 là Phạm. Kim Anh Bùi là của Kim Anh Bầu Bé đó mấy chị. Kim Anh Bầu Bé là chuyên hàng NGN. Này là chị nào mà ưng lấy hàng đinh thiệt mà lấy hàng chính phẩm mà 200 mấy ngàn một set hàng sỉ á, lấy bạn vô nhà Ngân Ngọc hoặc là nhà Hoa Huyền á nha mấy chị nha, là sẽ có nhưng mà giá nó rất là đắt nha, không có giá rẻ như này. Thì Hải lại ôm hàng sale nha mấy chị nha. Bạn nào ưng lấy hàng chính phẩm á là vô cái mà Hoa Huyền đó mấy chị hoặc là nhà Ngân Ngọc á nha mấy chị nha.
rồi lo liền cho em mã dùng cho em. Này cái này còn rồi lên tiếp cho mấy chịu nha. Đây này. A 68 như thị lên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A71 dùng cho em. A71 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã A71 size M. A20 cho Lê bao nhiêu hai con? Rồi lên liền cho em mã A71 size M dùng cho em. A71 size M nha cả nhà ơi. Lên liền cho em A71 size M đầm cam. Lên liền cho em mã dùng cho em A71. Nút bọc nha mấy chị, nút bọc. A70 cho nó liền trần thị, A70 cho hình vi. Rồi lên liền cho em A71. À đây. Bà nào hỏi cái đầu A70 hồ cầm tú hết A70 à. Lên liền cho em mã dùng cho em A71 ăn ngu vi. Rồi lên liền cho em mã A72 dùng cho em. Đây A72 size S cho cả nhà ơi. 72 size F 109 ngàn. Mấy chị ơi đơn giản nhưng mà đẹp nha. Đẹp lắm. Mang đi tiệc này kia để mấy chị mang phụ kiện này vô mới đẹp được ha. Đầm này đầm tắt tay. Đầm tắt tay nha. Lên liền cho em 1 ngàn. A72 dùng cho em. Lên liền cho em mà A72. Cái đầm này đẹp, đẹp lắm đó mấy chị. A1 ăn ruby có rồi ạ. À. A1 em còn hai con giờ lấy giống liền cho em mới vậy. Lên liền cho em mà A73 cũng size S luôn. A72 qua qua. Rồi lên liền cho em mà A73. Thì nhìn cái đầm nó đơn giản. A72 hồ cẩm tú. Đẹp lắm mấy chị. Nè. A72 lên hồ bánh dương. Rồi lên liền cho em mà A73 size F dùng cho em. Nhìn cái đầm nó đơn giản mà nó đẹp lắm. Lên liền cho em mà A73 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mà A74 nè. A74 này của Hải là size... A73 khoa khoa. A74 này size M nha cả nhà. Lên liền cho em mà A74 size M 109 ngàn. Lên liền cho em mà A74 size M 74 size M 109. Chân vái giống A3 lên hoặc bánh dương. Chân vái giống hay chân vái Hải hay may mà Hải mang màu đen đó. Phải này là màu trắng nha. Có quần bên trong cho mình luôn. Lên liền cho em mà Hải dùng cho em. Lên liền cho em mà A74 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 ngọc nhàng, A74 cho Nine Grand. Lên liền cho em A74 đi mấy chị. Rồi cái set này nha. Set này là A74 cho em 109 nha. Phải có 3 màu luôn. A74 nhân vàng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây A75. Em có màu xanh, màu trắng, màu kem. Chị nào ưng lấy màu dịu mình màu đó 109. Ôi bà tên cho Lê Hồ Bánh Dương. Con này hàng đẹp. Nè, hàng này là mấy chị yên tâm nha. Ôi bà tên Nabi. Lên liền cho em nhân khoan xã. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A75 kèm màu. Màu trắng, màu kem, màu xanh 109 dùng cho em. Phôn của nó là phôn áo Babido nó mới chị. Tay của nó là tay lỡ nha. A74 thanh tuyền. Tay lỡ nha. A75 lên màu đi cả nhà. Em lên luôn 3 màu nha. Tại vì nó có 3 màu lận. Màu kem, màu xanh, màu trắng. Kem xanh và trắng nha. Chờ lấy thì chốt dùng cho em kem xanh trắng. Màu kem là màu này nha. Để em lên màu xanh cho mấy chị. A75 kèm màu kem xanh trắng cho em 109 ngàn. 109 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em A75 kèm màu. Kem xanh và trắng nha. Đẹp lắm. Mấy chị nhìn cái cào quần là mấy chị biết hàng này. A75 kem xanh lên hộp bánh dương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A75 kèm màu kem xanh và trắng dùng cho em. Rồi lên nha, siêu phẩm nè. A75 kèm màu lên giúp em kem xanh và trắng 109. A75 xanh cho Ngọc Dung. Quần lắm. Con này chỉ có S thôi cả nhà ơi. A75 kèm màu lên giúp em đi. A74 hết rồi bây giờ. A75 kèm như màu xanh rõ. Này là kèm nịch cho mình nha. Rồi lên liền cho em mà A76 109 ngàn. Nhưng mà để em coi cái chân quái. A75 xanh cho Thanh Thảo Nguyễn. Chân quái này nó tầm khoảng mấy chị à, 52kg đổ lại thôi. Chân quái này đẹp thật ấy. Chân quái đẹp mấy chị. Xách xanh 75 cho Hình Vi. Chân quái đúng đẹp luôn. Đẹp thật sự luôn ấy. Nè, mặc thô là thô luôn nè.
Lên liền cho em mà A76. A75 em chỉ còn một cây mà màu trắng hết xanh rồi. Lên liền cho em mà A76 đi cả nhà. Lên liền cho em mà A75 còn màu kem trắng thôi mấy chị nha. A76 cho Lê Ngọc Bánh Dương hay con. Lên liền cho em A76 109. Lên liền cho em A76 109 nha. Lê Ngọc Bánh Dương hay set A76. A76 Nabi. A76 1000. Rồi lên liền cho em mà A77 dùng cho em. Lên liền cho em mà A77 nha cả nhà ơi. Quá trời đẹp luôn. Đây A77 nha. A76 Thanh Tuyền. Cái tay của nó là tay bồng. Đó là A76 à. Nó là tay bồng nha mấy chịu nha. Tay siêu bồng cho mình luôn. Tay của Hải đang cầm là size M ấy. Size M nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Tay là tay bồng nha mấy chịu nha. Lên liền cho em cái mã này là mã mấy? 77 dùng cho em. Tay tròn. A75 kem cho An Liên. Lên liền cho em mã A77 size M tay tròn nha cả nhà. Gián tiếp chị nào mua hàng bên em không nghe máy với chị cọp với em 200 và tài khoản đi rồi bên em chốt tiếp với chị. A75 lúc nãy màu trắng nha Ngọc Thanh Võ. Rồi lên liền cho em mã A78 dùm 109 ngàn. Em thấy con dùm này đẹp lắm luôn á mấy chế ơi, mua về mặc đi. Đi kiểu như là chị nào mà tiệc tùng này kia mang cũng được nè, đơn giản thôi mấy chị. Nhưng mà rất là xịn nha. A77 chị Na bé. Có túi cho mình nè. A76 em hết rồi. Size của Hải đang cầm là size M nè. Có kèm dây cho mình luôn. Cái dùm này rất là đẹp luôn. A7 mấy? 78. Nè. Kèm dây cho mình nha. A7 Na bé có rồi ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A78 dùng cho em. A78 là dùm nè. Dùm nha cả nhà ơi. Lên liền cho em A78. Cái này lúc nãy em có lên màu đen cho mình á. Nhưng mà chịu nha. Nhưng màu đen thì không thấy rõ bằng đâu. Con màu kem này được. Có một con màu xanh này mấy chị nè. Có một con màu xanh ha. Lên liền cho em mà A78 xanh đi mấy chị. Lên liền cho em mà A78 kem màu xanh và kem lên với em 109 mấy chị nha. Hai kem màu xanh à. Cái con này còn nè. Mấy chị ơi con này em còn. A7 mấy? A79 nè. A79 109 em còn nè mấy chị. Em còn được em còn được 5 con. Đây. Hàng CN nè. CN nha, con này free size. Con này là free size nha, chị nào mặc size S, size M, size L đều được hết. Đây, con này còn 5 con, chị nào lúc nãy không múc kịp thì bây giờ múc nha. Đó liền cho em mã dùng cho em tay bồng. Ok chị nào bé hết rồi chị còn phân vỡ thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A79 dùng cho em. Đầm sơ mi mấy chị ơi, đầm sơ mi này mang sướng lắm nha. 109 ngàn nè mấy chị nhìn nè. Hàng CN này nha, giờ lấy thì chốt liền cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. A79 lên cho em 109 ngàn. A79 dùng cho em 109 ngàn. Đầm dáng sơ mi mấy chị mang đẹp. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái liền cho em mã này là mã A mấy? 80. A80. Lên liền cho em A80. A79 Sông Út, A79 Tôn Phúc. Đây mấy chị. A79 3B, 373. A80, 109 ngàn. Trời ơi, hơi bị xinh nha mấy chị ơi. Bộ xô luôn. Xô nha, quần là có lót bên trong cho mình luôn. Co giãn nè, 60kg mang ok luôn. 60kg mang ok, lên liền cho em A80. A80, đẹp lắm luôn. 109 ngàn có 3 cái. Lên liền cho em mà A80. A80 lên giúp em cho Lê Ngọc Bánh Dương. A80 lên giúp em à, cho Nguyễn 87. Rồi lên liền cho em mà A81. Nhưng mà size F thôi, nó giống cái con màu đỏ lúc nãy á. Mà nó là màu đen này cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã A80 mốt dùng cho em. 109 ngàn. Nó là đầm nhung nhưng mà lúc nãy là màu đỏ, còn đây là màu đen ha. Nó có hai cái túi đây cho mình nè. Cái phôn đầm của nó mấy chị, lúc mình mặc lên nó sẽ sao mấy chị, nó phồng cái dưới cái đuôi này lên rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mà A81 dùng cho em. 109 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mà A81 109. A81 cho Khoa hai con. Lên liền cho em mà A81 109 dùng cho em. Lên liền cho em mà A81 109. A81 109 ngàn lên giúp em chưa? Ủa? Giống không phải là con nhung á. Không phải.
thôi rồi mấy chị ơi, có một con thôi, một con thôi hả? Có một con rồi lên liền cho em mà A80 mấy, A82 dùng cho em, size này mấy chị 50kg thôi nha, 109.000 đầm hoa. Lên liền cho em mã dùng cho em A82 đầm hoa tơ, có kèm đai cho mình luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em A82 có một cái thôi mấy chị ơi. A82 lấy cho em 109 à. Lên liền cho em A82 109 dùng cho em. Lên liền cho em A82 kèm size SM mấy chị. Lên liền cho em A82 kèm size SM đầm hoa dùng cho em. Rồi lên liền cho em A83 dùng cho em. Em về hàng L1 này, bạn nào lấy không? À size này mấy chị 52kg đổ lại nè. A82 đầm hoa kèm size SM lấy cho em ạ. Em về được cái set này hàng L1 luôn mấy chị nè. Nhưng mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em A83 đúng không? A83 dùng cho em 109.000 cái set đen này nè. Đó. Mọi người xem mà giống tương tác mà chia sẻ like với em đi trời. Mấy chị nhìn cái phong quần của nó nè. Nha. Cái phong quần của nó mấy chị mặc, mấy chị mặc với cái khác mấy chị mang cũng đẹp nữa luôn. Phong quần của nó là phong quần bí á, phong quần bí nha mấy chị hiểu nha, về tắt riêng ra mang cũng được. A83 lên ở Vĩnh Dương. Lên liền cho em A83 dùng cho em. Không, từ từ luôn mấy chị. A83. A83 từ từ em có à có không? Chút. A83. A83 mà chị ơi, thương A83. Lên liền cho em A83 dùng cho em. Lên liền cho em A83 nha mấy chị nha. A83 thu bùi. Rồi lên liền cho em A84 sang chảnh luôn mấy chị ơi, sang M này. Lên liền cho em A84. A83 Trương Mỹ Phượng. Rồi lên liền cho em A84. Có set thôi mấy chị ơi, 109.000. Ủa cái set này sang chảnh lắm nha. Sang chảnh nha mấy chị nha, sang M này. Có set thôi, set nhung, xe đen. A84 A84 có xét. A84 cho qua. Sang chảnh lắm luôn ấy. Ui set này còn mấy chị ơi. Lên liền cho em mà A85 nè. A85 này mấy chị nào mà mặc size S, M mang vừa nha. SM luôn nè, SML luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em. Không cái này được được 2 set nữa mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em A8 mấy? A85 được có 2 set thôi. Đây mấy chị. Mấy chị mặc size S, M, L đều được hết nha. Xếp xô nè, xếp xô trắng dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em A85. Chút liền cho em A85 dùng cho em. Lên liền cho em A85 có 2 set thôi. Xếp xô trắng dùng cho em. Lên liền cho em A85. Rồi lên liền cho em A86 109.000. Cái này mình thích bán cái hàng này ghê luôn mấy chị ơi. Hàng lộ 1 vô cầm nó sướng lắm luôn. Tại vì vô hàng mấy chị kìa, là mấy cái hàng này nó sẽ bị đắt lên, là người ta sẽ lên rất là nhiều hàng luôn. Còn bây giờ là hàng sale mấy chị, hàng sale nhưng mà hàng chính phẩm luôn. Hàng rất là đỉnh nha mấy chị yêu nha, chủng hàng CN này luôn nè. Nguyên một cái set như thế này 109.000, bình thường set này là hàng 200 mấy ngàn đó mấy chị, 200 mấy nhưng mà hàng loại thường thôi nha. Không có được loại 1 như thế này đâu, ai mấy. Lên liền cho em A86 dùng cho em 109.000. Size S, size M, size L mang được luôn mấy chị. 86 gì 56. Lên liền cho em A86 dùng cho em. Không có được hàng loại 1 mà hàng CN như thế này đâu, thật luôn á. 86 hàng Ruby. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em 86 Nguyễn 87. Lên liền cho em A86 đi cả nhà. 86 11. Hết là 86 luôn ạ. Yếm hoa 430 này mấy chị. Đây yếm hoa 430 này. Hết là 86 rồi mấy chị ơi. 430 nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm hoa đen dùng cho em. Lên liền cho em mã A87 đi mấy chị. 109.000. Lên liền cho em mã A87 109.000. Con này là hàng ND. Size của Hải đang cầm là size mấy chị nào 52kg đổ lại men ok nha. Con này là hàng ND nè mấy chị. Hàng ND nha mấy chị nha. Một con đầm tơ mà tơ đen nữa. Đẹp không? Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A87. A87 nha, đầm ND á mấy chị. Nè về đây mấy chị xem nha, Hải không nói đi mấy chị đâu. Nè. À 430 nè mấy chị nè.
chị hãy xả giúp đơn của em được không? Dạ được chị ơi, chứ em gửi chị tới chị bôm em làm gì chị? Rồi lên liền. Ơ tấm bảy lên Hoàng Quỳnh Dương. Lên liền cho em chị xả em còn. Ơ tấm bảy lên bạn, ơ tấm bảy bạn thì hồi thương. À chị xả em còn cảm ơn chứ hàng tới mất kia chị bôm em rồi cũng mất ông nữa. À là báo trước như vậy á. Tấm ra những ngày mai xả lên cho em mấy cái. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ờ có phải ăn ruby. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ta à, bao nhiêu? Từ mấy chiếc. À con này là như thế này nha. Ờ tấm 7 phương trương. Cái này là như thế này nha. Lúc mình mặc lên mình còn sẽ lực cột lên cái cổ như thế này. Ờ đâu tấm 7 à. Xong rồi sẽ cọt lên nha mới chịu nha. Xong rồi kèm cho mình cái xuồng xung nè. Lên liền cho em mã 88. Cái này mà đi biển nữa mới chứ. Thiệt luôn á, đẹp lắm luôn nha. Mấy chị mang cái set này so với bạn mang đôi dép Lào hay đôi dép Lê gì cũng được hết trơn ấy. Đẹp lắm nha, cọt dây lên nha mới chịu nha. Cọt lên nè. Cọt lên cổ nha, cái set trắng này đẹp lắm luôn ấy. Lên liền cho em mã đi mấy chị. Lên liền cho em mã A88. A88. Trời ơi, lấy set này đi cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã A88. Rồi, lên liền cho em mã A89 dùng cho em. A88 chương Mỹ Phượng. Mua về mang đi tiệc nha. Size S. Size S nha. Được 4 set. 4 set A89 đi mấy chị. A88 nha Phương Trương. A89 size S dùng cho em 109.000. Mua con này về đi tiệc mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. A88 em còn 1 set giờ nữa chứ mấy chị. Lên liền cho em mã A89 dùng cho em. Lên liền cho em mà A89 109.000. Mấy cái đầm như thế này thôi chứ mua 300-400.000 đó mấy chị. Mua 300-400.000 đó. Ủa cả nhà ơi. Hôm trước em có cái này em có like rồi nè. À tất nhiên vào thì hồi thôi chị thấy lấy ơi khách mới và em sẽ gọi chốt đơn chị nhá. Ngày mai cố gắng nghe thoại với em chị ha. Mà xem địa chỉ sao à. Trời ơi bữa trước là hàng đắt lắm nè. Em có size M nè, hôm nay em ôm được size. Trời ơi cho em mà 89 một lẻ chín á. A90 109.000. Lấy liền cho em mà A90 109 size M của nên lấy không em. Đẹp lắm luôn á em. Trời ơi dễ thương lắm nha. Ở đây nè, hai cái này nó sẽ theo cho mình nè. Đẹp lắm, bạc nè. Size M nha, lên liền cho em mà A90 size M đi. Trời ơi, dễ thương lắm luôn á nghe. A90 size M 109.000. Rồi lên liền cho em mà A91 đầm body 109 luôn. A90 lên Ngọc Ánh Dương. Ai body nha mấy chị nha, body dài luôn cho. A90 bạn thì hồi thương. Rồi lên liền cho em mà A91 dùng cho em. A90 cho Ngọc Hân. Rồi lên liền cho em mà A91. A91 là một con đầm. A90 cho Trần Duyên. Một con đầm body dài cho mình. Dài nha. A91. A90 cho Thu Bùi. Rồi lên liền cho em mà A91. Lên liền cho em mà A91 cùng cho em có đúng được có mấy con thôi. Lên liền cho em mà A91 cùng cho em. Lên liền cho em mà A91. Chị nào mặc đầm body dài lấy đi mấy chị. Rồi lên liền cho em mà A92. Lên liền Trần Thị ngày mai mấy em chị sẽ gọi chút đó buổi chiều mấy chị ạ. A81. A92. Lên liền cho em A92. Size này là cho mấy chị 55kg đổ lại men ok. A91 cho Hồng Bùi. Rồi lên liền cho em A92. 92 có được 3 set thôi. Bốn set. A92 lên cho em 109 cho Lê Ngọc Ánh Dương. Hai đơn. A92 lên cho em 109.000 ạ. A92 đi mấy chị, A92 đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã A91 luôn mà cho Ngọc Hương. Rồi lên liền cho em mã A93 siêu phẩm nè. Siêu phẩm nè, size M nè. Tặng mấy chị con này 129.000.
lên liền cho em 293129 dùng cho em. Size M nha, được có mấy con thôi. Con này hôm bữa có like 5 con rồi, bữa nay về cắt ra thêm được 5 con nữa nè. Chị nào múc nhanh đi, siêu phẩm luôn á, trên tốt tốt. Cái gì cô giáo gì mặc đó mấy chị kìa. Xong rồi nhiều bạn cứ đi hỏi hoài luôn á. 93 size M, lên liền cho em 293 size M dùng cho em. 129 ngàn. Lên liền cho em 93 size M dùng cho em. 93 size M nha các em. Lên liền cho em 93 size M. 93 size M dùng cho em, đẹp lắm luôn á. Cái váy đó đẹp lắm. Rồi lên liền cho em 294 55kg đổ lại. 293 size M 129 cho chị ạ. Rồi lên liền cho em 294 hàng lộ 1 luôn nè. Phía sau là có khóa kéo nè mấy chị. Phía sau có khóa kéo mà còn con rồi 109 nha. 293 cho Hà My Nguyễn. 293 cho An Ruby. 292 là cái này. 293 Sông Úc. Rồi lên liền cho em 294 có con. 293 Khánh Đoàn. 294 một con duy nhất. Lên liền cho em 294. A92 lúc nãy là hai xếp làng đúng không chị Đại Nguyễn ơi? Ừ đúng rồi chị Nam Phương, chị mua cái đầm body đó đi chị, đẹp lắm luôn á chị. 94 là 109. Hả? 94 á. Anh Tư Lê Ngọc Ánh Dương. A91 body đen dài 109 cho Nguyễn Ngọc Nam Phương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A95 nhưng mà size S thôi, có con thôi mấy chị nè. A95 size S có con thôi mấy chị. Lên liền cho em A95 size S. Cho em coi lại với chị hả? Cái gì coi cái gì? Đầm body hả? Đầm body hả? Đợi xíu nè. Lên liền cho em mã A95 size S nè, mua về mặc đi tiệc mấy chị. Mua về mang đi tiệc nha. A95 size S dùng cho em nè, có con thôi. Tụi em ngưng bán mấy cái đầm dây này mấy chị. Khoan khoan nha, khoan. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái Đài Nguyễn nha. A96 109 ngàn hàng NGN. Bà nào múc đi, NGN nè. Không có gì cần duyên ơi. A96 đúng không? A96 55kg đổ lại nha. Ok, được 3 set hàng NGN. 3 set nha, 3 set thôi mấy chị. Lo liền cho em mã dùng cho em. A96 hàng NGN 3 set đi nhất. 3 set mấy chị ơi. A96 set NGN là cho em 109 nha. Cho Lê Ngọc bao nhiêu 2 set cho chị Xuân My Dương. Rồi lo liền cho em mã A97 luôn nè. Lo liền cho em mã A97 109 ngàn luôn. Set caro dùng cho em 109 ngàn. Hàng xịn đó em ơi, không phải là cái hàng mà cái quần bé tí đâu nha. Hàng mà toàn là mát mà mát chủ không đó. Nhưng mới chịu nha, toàn là hàng rất là xịn luôn. Lên liền cho em mã A mấy? A90. A97. A97 dùng cho em. Lên liền cho em mã A97 nha cả nhà. Lên liền cho em mã A97. A97 chi trần. Rồi lên liền cho em mã A98 nè. A97 Lê Ngọc Ánh Dương. Toàn là tác hàng uy tín không nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A98 nè. A97 Đánh Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã A98 dùng cho em. A98 nha mấy chị nha. Xét xanh nè, đẹp không? Rồi lên liền cho em A98 50% chuông nè mấy chị nè. Ở bên trong là bên hông là có A97 Nhi Nguyễn. Ở lên là trong có lót nữa cho mình luôn ha. Một lót nữa cho mình thêm luôn nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. A98. Lên liền cho em A98 dùng cho em. Hàng này nha mấy chị nha. Xin rồi. A97 em còn một set chị nào lấy chút luôn cho em dạ. A98. Lên liền cho em A98 nha mấy chị. Hàng xin rồi luôn nha. Còn lên liền cho em A99 119 ngàn. 119 ngàn size M. Lên liền cho em A99 size M. Đẹp quá. Cái đầm này nha, mấy chị để ý nha, mình mặc lên mình thấy hai cái eo của mình á. Cho hình vi nha, hai cái eo rất là đẹp luôn, đơn giản dễ mang nha mấy chị nha. Lên liền cho em A98 cho Ánh Nguyễn. A99 này em bán 109 ngàn, 119 ngàn nha cả nhà ơi. Lên liền cho em A99 119 size M.
Sao em mồi nha, rất là đẹp luôn, mặt lên tôn dáng lắm mấy chị. Thôi đi nha, 299 119 cho Hồ Cẩm Tú. Cho liền kem mà, hãy dùng kem 299 119 size M. Lo liền cho em 299 đi cả nhà ơi, size M. Đẹp chưa? Anh Dương lấy nè em. Lấy bữa bán thiệt ấy, đẹp chưa? Trời ơi, đẹp thế này. Cái này mùa hè đúng rồi. Mùa hè là không có, tại vì không có hàng sale đâu mấy chế ơi. À, chứ nhờ anh lên. Hàng L1, mình nhìn cái cào quần nè. Cả nhà nhìn cái cào quần dùm cho em quá nè. Cào quần nha, chứ chẳng lấy không nè. À, chứ chẳng dàn liền. Chứ chẳng lấy set này không nè, đẹp nè em. Lên liền cho em, mã dùm cho em 100. À, chứ chứ 100 vỡ. Đẹp quá. Lên liền cho em 100 dùm cho em. Em có được 3 set nè. Lên mã sẵn rồi đó chị. Lên liền cho em mã dùng cho em này thật đấy. 109 nè. À, 100 ở chi trần. Ôi, set này em cũng còn này. À, 100 lên học bao nhiêu? Rồi, lên liền cho em một A1 lại nha cả nhà ơi. A1 này hãy được có size S thôi mấy chế. Bùng thiệt luôn đó, nhưng mà cái set này nó đẹp thật sự. A100 hoang ruby. Rồi, lên liền cho em mã A1 size S này cả nhà. Rồi, set này nó đẹp thật sự luôn. Có 109 ngàn à, đẹp lắm. Hồi nãy là em like màu kem nhạt, giờ là màu kem đậm nha. Lên liền cho em mã A1 đi mấy chị. Lên liền cho em mã A1 nha. A1, size của Hải đang cầm là size S. Lên liền cho em mã A1, size S dùng cho em. À, size S, size M luôn cả nha. S SM nha mấy chị nha, S. Lên liền cho em mã A1 kèm size SM đi mấy chị, có M nữa. Hồi nãy thì có S không? Rồi lên liền cho em mã A1 kèm size SM cả nhà ơi. A1 kèm size SM luôn. A100 em hết rồi, lên mã A1 kèm size SM 109 ngàn. Rẻ ơi là rẻ luôn. A1 size S cho hình yên nhi. Rồi A2 size M 109 ngàn. Wow, cái nào mút được cái đầm này thôi á. Xuất sắc. Quá là đẹp. A1 M nắng hoa. Rồi lên liền cho em mà A2 size M tặng mấy chị 109 nha. A2 size M 109. Mấy chị nhìn A1 M hộn hơn. Mấy chị để ý đi, mấy cái tem hàng như này, hàng nó rất là xịn luôn á cả nhà. Mấy cái đầm này phải là 300-400. Đó, nãy hai có đọc A1S à lên. Bạn mấy bạn bán 400 mấy ngàn một đầm không? A2 size M dùng cho em. A1S Nguyễn Đăng. Mấy chị ơi đừng có thấy ta nha. À, quần anh xíu à chị có mấy cái hàng nhiều này, hàng RN mà nó có mẫu lẻ em thấy em một ngàn rồi hãy chút nha mấy chị nha, xíu hãy lên cho mình, lên liền cho em mã dùng cho em A2 109 A3 say mòn. Trời ơi, ai hạnh phàm hay dữ thương này. Trời ơi, lên liền cho em mã A3 say mò mấy chị ơi, siêu cưng luôn ấy. Xây mò nè. Trời ơi, nó cưng gì đâu luôn. Lên liền cho em mà A3 xây mò. Siêu cưng luôn. A3 xây mò dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà A4. A3 ruby. A3 nangren. Rồi lên liền cho em mà A4 dùng cho em nè. A4 nha cả nhà ơi, 109 ngàn. Lên liền cho em mà A4 109 dùng cho anh. Lên liền cho em mà A4 109. Rồi lên liền cho em mà A4 109 dùng cho em. A4 109 ngàn một con áo hoa này, có chung cho mình ha. Kèm cho mình một con quần ống sung. Thôi vậy, cấm binh luôn. Lên liền cho em mà A4 109. Lên liền cho em mà A4 dùng cho em 109 ngàn. Bye bye. Thông chưa? Lên liền cho em mà A4 109 dùm cho em. A4 Ngọc Dung. Siêu phẩm nha mấy chế ơi, siêu phẩm nè. Siêu phẩm nha, chuẩn bị bấm nha mấy chế. Lên liền cho em mà A5 dùm cho em 109 ngàn. Chuẩn bị bấm nè. 60kg đổ lại men ok. Đó, sang chảnh không mấy chế ơi. Đây, người ta vô hè là người ta bán 300-400 ngàn nha. 300-400 ngàn đó, mấy bạn đi sỉ rất là cao luôn. Ai cũng có độc giá cho mấy chị xem mà nó.
cái này có hai xếp màu đen nè, em A6 nè, A6 nha cả nhà ơi, lo liền cho em A6 đẹp thiệt. Nhìn cái quần nè, nét ôi là nét luôn, lo liền cho em mã dùng cho A6 màu đen nè mấy chị. A5 An Lê, A5 Dung Nguyễn, rồi lo liền cho em A6. Lá liền cho em mã A6 là màu đen mấy chị. Rồi lá liền cho em mã A6 Thanh Nguyên. Rồi lá liền cho em mã A7 dùm cho em nè mấy chị. Nhìn cái quần nha, nhìn cái quần hàng lộ 1 nó khác nè nha. Nó sẽ làm dập ly cho mình từng một cái luôn nè. Đây nha mấy chị nha. Đó mấy chị thấy 109.000 đáng tiền để mua không? Nha mấy chị nha. Siêu siêu hàng xịn luôn á. Lá liền cho em mã dùm cho em A7 dùm cho em 109.000. Lên liền cho em mà A7 dùng cho em 109.000. Em thề mấy chị luôn, về mấy chị lấy cái quần này mấy chị mặc với lại một con sơ mi hay là mấy chị mặc một con áo khác cũng đẹp nữa đó nha. Lên liền cho em A7 này mấy chị nào 55kg đổ lại đều mang ok hết nha. 58kg đổ lại mang được luôn. Lên liền cho em mà A7 hành mi chiêu. Lên liền cho em mà A7 dùng cho em 109.000 dùng cho hai. Em mở ra coi chị phải không? Em coi cái áo đi. Để nhìn. Đúng rồi. Lá liều cho em mã dùm cho em. Đây đúng rồi. Rồi lá liều cho em mã A8 dùm cho em. A8. Ồ. A7 A8 này là hàng TMF này nè. Nha. 109.000, 65kg đổ lại cả nhà. Con này 65kg. Lên liền cho em mã dùng cho em A mấy? A8. A8 dùng cho em. Lên liền cho em mã A8 109. A7 NV. A8 109, chị nào lấy thì chốt. A7 Lê Quỳnh Như. A8 109. Để thấy còn mấy cái. A7 Trương Mỹ Phượng. Ê khác nghe nó, chùm gì vậy? A7 chân mi xa. Còn kia không giống à? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A9 dùng cho em. A7 Thế Thị Vân. A9 này hãy có size S thôi nha mấy chế ơi. A9 này size S thôi. Đây màu đen nè. A9 này nó khác nha. A8 Chi Trần. Đó mấy chị thấy cái quần của nó nè. A8 Belokin. Rồi lên liền cho em mã A9 size S. Con này là đút dây bên hông, có tay size S thôi, Chi Trần không có mang vừa đâu. Lên liền cho em mã A9 dùng cho em 109.000. Rồi y như vậy, màu kem size M nè. Lên liền cho em mã A10 size M 109 nha. Lên liền cho em mã A10 size M 109. A10 size M 109 dùng cho em. Đây size M em lấy. A9 Chi Trần. Rồi lên liền cho em mà A10 size M 109 Chi Trần không có nhiều đâu. Rồi lên liền cho em. Không không đừng chút. A9 Khoa Khoa. Đây siêu phẩm cho cả nhà đây. A10 Khoa Khoa. Rồi lên liền cho em mà A11 size M siêu phẩm nha. Lên liền cho em mã A11 size M. A11 size M nha. Con này nhưng mới chịu nha, hàng mà hàng lên ấy thì nó cũng đẹp nhưng mà nó sẽ không có nét bằng cái hàng mà hàng chính phẩm như thế này nha mấy chịu nha. Hàng chuẩn của mấy bạn hot girl như ví dụ như Kim Anh bầu bé này kia, tại vì người ta bán giá 400-500 ngàn mấy chị, nhưng mới chịu nha, 400-500 ngàn thì cái hàng của nó sẽ chuẩn hơn đó mấy chị. Đây này em ôm được sale lên sale M nha, một con đầm nè, sale M cả nhà. Lấy liền cho em mã dùng cho em A11 khóa kéo phía sau cho mình luôn, dán nó lên đẹp lắm. Nhưng mới chịu nha. Lên liền cho em mã A11. Lên liền cho em mã A11 nha cả nhà con. A11 nha. Lên liền cho em mã A11. Rồi lên liền cho em mã A12. A11 Chi Trần. A11 Thanh Trà. Rồi lên liền cho em mã A12 size S dùm cho em. Nhá, nên giờ chị ít cột mấy cái mẫu lẻ đi. Cho chị cho khách thôi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. A12 size S dùm cho em 109.000. A12 size S, một con chim vá giống ở đang mang nè. Xong rồi kèm cho mình một con áo nè.
nha, áo cà rất tốt, y như vậy luôn. Y hãy may nhưng mà con này là nó có tay, nó có tay. A11 bye bye. Rồi lên liền cho em A12 dùng cho em. Size S có đúng duy nhất một size S thôi. Hàng này nó A11 xương trương. Hàng này nó không có số lượng nhiều nha mấy chị nha. Lên liền cho em A12 dùng cho em hả? A12 dùng cho em đi mấy chị. Size gì? Size S thôi. Trời ơi, ngất luôn ấy. Hàng này đi vô luôn mấy chị, hàng hai lớp luôn. Đẹp quá. A13. Lên liền cho em mặc A13 nha cả nhà ơi. A13 dùng cho em. Đẹp không? A13 nha, 109.000 một con đầm xô trắng luôn. Xô trắng nha, bên trong là lốt cho mình luôn, không có mỏng nha mấy chị nha. Rất là xinh luôn, phôm nè, đầm dài. Đúng xinh luôn á mấy chị ơi, size 52 cái đổ lạnh đang ok. 109.000. A13 nó chứ 109.000. Lên liền cho em A13 109 dùng cho em. Rồi cái này em được một set nè. A13 nha cả nhà ơi, lên liền cho em mặc A13 đi đầm. Có người xem 18/8 vừa chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mặc A14 dùng cho em nè. Ơi ba cho chị Tuyết Nhung mình. Rồi lên liền cho em mặc A14 set 24 dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mặc A14 set 24 nha, 109.000. Một con đầm nè, nó có co giãn cho mình nha. Xong rồi kèm cho mình một con áo như thế này nữa. Đây hãy có cái cục lễ nè. À gì quên rồi. Quỳnh anh em ôm thì em báo chị nha, mỗi thứ có một con nè. À, ôi muốn lên Ngọc Anh Dương. Hãy cho ôm luôn với giá là 100.000 nha. Cái này hãy không có lãi gì luôn hết trên NGN hết luôn nè. Mỗi thứ có một con nha. Chị nào ưng ôm ghi ôm dùm cho em. Một cục duy nhất nha. Chứ hãy xảy lai lẻ cho khách nè. Cục này là hàng NGN hết luôn. Hàng hề hết nha à. Ôm lên Ngọc Anh Dương. Nè yeah, Kim Anh Bùi nè. Kim Anh Bùi nha, đó. Nó liền cho em mãi dùng cho em. Thì cái này đẹp nè. Trời ơi. Trời ơi, đẹp chưa. Xinh xỉu luôn ấy. Xinh xỉu nha, xinh xỉu luôn á cả nhà ơi. Rồi lên tiếp nha mấy chế ôi, mấy chế ôi. Rồi lên liền cho em mã A mấy? A15 dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mã A15 109 dùng cho em. A15 nha cả nhà ơi, 109.000 dùm em một con váy đen. Váy đen nha, nó giống con váy xanh lúc nãy mà nó là đầm sung nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho ai? Rồi lên liền cho em mã này. A15. 109. A15 cho tiền Nguyễn không ai ai. Lên liền cho em mặc A15. A15 cho lên Ngọc Anh Dương. Rồi lên liền cho em mặc A16 109.000. Rồi hãy coi con này là size gì nha. Con này hãy cầm là size S nhưng mà 50% chuông thì 55kg đổ lại mang về nha. Một con sơ mi đắp chéo nha. Xong rồi kèm cho mình một con quần nè. Lên liền cho em mặc A16. Cái set này dễ lắm luôn á mấy chế ơi. Đẹp lắm nha. Quần đen xếp ly dùng cho em nè. Kèm cho mình một con áo nè, có đúng được 2 set thôi. Lên liền cho em mã dùng cho em A16 dùng cho em. Lên liền cho em mã A16. A16 nha, 109.000. A15 em mới bây giờ lên mã A16 đi em. Lên liền cho em mã A16 đi mấy chị, 109.000. Rồi lên liền cho em mã này là mã. Ui. Cái này nha. Cái này mà em bán mùa hè là đúng bài luôn mấy chị. Trời ơi, cái này đi biển nghe. Nè, nhấc cái nắp luôn. A mấy? A17 dùng cho em 109.000. Đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc nha. Ôi trời ơi luôn ấy. Lên liền cho em A16 như Lý Ngọc. Lên liền cho em A17. Ước gì ngày hè mà có mấy cái này mà bán đó. Bây giờ lỡ cắt ra phải sale đó mấy chị. Đẹp quá. Ơi bảy lên Ngọc Bánh Dương. Lên liền cho em A17. Không. Lên liền cho em A17 dùng cho em. Lên liền cho em A17 nha mấy chị nha. Ơ bảy chi trần.
lên liền cho em A17 đi mấy chứ. Rồi A18. A gửi cho Duyên Dương 312. A18 này nó giống cái con dùm lúc nãy màu trắng nè. Các chị mặc size S, size M, size L đều được. Duyên Dương 121 ha. Con này là dùm nha, mà con này là hàng dùm. A7 à lên. CN này nha mấy chị nha, bao bì tác mát của nó luôn. Lên liền cho em A18 dùm. Nó giống con dùm màu trắng ấy, mà màu trắng lúc nãy em hết rồi. Hết rồi nha mấy chị nha. Chèo lấy thì chốt đi dùm cho em ở trên mai. Ở lại Duyên Dương 121 có rồi ạ. À. Ở lại là lên có rồi. A18 dùm nha mấy chị nha. Con A18 này là dùm size S, size M, size L đều mang được hết, kèm đai cho mình nè. Lên liền cho em A18 109.000 dùm dùm cho em. Lên liền cho em A18. Đây nè. Còn mày hết chưa? Con này hết chưa? Lên liền cho em mã dùm cho em A18. Ủa ghê mấy chế ơi, siêu phẩm nó còn ở đây nè. Siêu phẩm ở đây nó mấy chế ơi, size M nè. A19 rồi đúng không? Lên liền cho em mã A19. A19 size M nha, chứ nào Nguyễn Kim Phương ơi, em báo Nguyễn Kim Phương ơi, em báo chị em bữa rồi nha. Cọp đi rồi chọn thêm chị nhá. Đó, 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 đẹp không? A18 như chi tròn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. A20 size M. A18 bảo là A19 chứ lộn. A19 size M dùm cho em. Lên liền cho em mã A19 size M. A19 20 cũng được mấy chị ạ. 19 20 cũng được mấy chị. A18 Tôn Phúc. A17 là mo lắm đấy cho Nguyễn Thảo. Cái này em ôm được sale cả nhà ơi. Trong lô này bán 109 luôn nghe. Chờ nào múc được thì được nha, không được thì đừng có buồn nghe. A21 109 luôn nè. A19 cho Lê Ngọc Anh Dương. Cái này size M đổ lại á cả nhà. Size M đổ lại nha. Lên liền cho em mà 21 A19 ngắn hoa. Cái này là em ôm ở trong đây có thì em like cho mình giá này nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã A21 dùm cho em 109.000. Em ở trong đây thì em bán sale cho cả nhà nghe. 3 set thôi. Có 3 set thôi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã A22 109 luôn nè. A22 109.000. Chốt cái dùm cho em mã A22 109 dùm cho Hải nè. Set sô này mấy chị. Set sô này là bên trong của nó quần nó có lót cho mình luôn. Đây áo 109.000. 55kg đổ lại mẹ ok. Ai muốn Lê Ngọc Bánh Dương. Ai muốn Nắng Hoa. Ai muốn ăn Lê. Rồi lên liền cho em mã A22 109. Rồi lên liền cho em mã A22 109 dùm cho em. A22 nha cả nhà ơi, 109.000 set xô dùm cho em. A22 109. Lên liền cho em mã dùm cho em A22 dùm cho em 109.000. A22 lên giúp em set xô 109 ạ. Không có gì nữa không? A22 lên ở Vĩnh Dương. Lên liền cho em mã A22 đi mấy chị. Trời ơi, em sẽ phun cho mấy chị một cái set này nha, đúng dễ thương luôn. Váy nè. Trời ơi đẹp lắm luôn. Size để hai con có size gì mấy chị? Có SM luôn. Lên liền cho em mã A23 kèm size SM. Đi Thảo mình là Nguyễn HP Thảo đúng không chị ơi? Rồi lên liền cho em mã A23 kèm size SM 22 Diễm Neo 109.000. Lên liền cho em mã A23 109 dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã A23. A23 nha, 109.000 kèm size. Size S, size M dùm cho em. 23 kèm size 23 size M lên Ngọc Anh Dương. Lên liền cho em A23 kèm size SM. Lên liền cho em mã A23 kèm size SM dùm cho em. A23M này anh Ren. Lên liền cho em mã A23 kèm size SM. Hết M rồi mới chỉ còn S không rồi. A23 bên mới còn size S thôi mới chỉ A22 bên em hết rồi. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em A24 hàng LNG 109. Con này mấy chị 52kg đổ lạnh em ok. Lên liền cho em mã A24 nha cả nhà ơi, hàng LNG. Nhưng mà được có mấy con thôi nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã
A24 dùng cho em. A24 nha cả nhà ơi, một con đầm nè. Đây cho mấy chị nhìn rõ dùng cho em, từ màu đen không thấy nữa. Lên liền cho em A24 dùng cho em. Ôi con này bán 400 mấy nè. Lên liền cho em A24 dùng cho em 109 nha. 109 nha cả nhà ơi. Nhiều hàng quá trời quá đất. Lên liền cho em 24. Có cái xếp xô này nè, chị nào lấy gì chú. Nó giống cái con màu màu hoa trắng lúc nãy, mà đây là hoa màu kem kem nè. Quỳnh Anh em lấy không nè, Ánh Dương em lấy không? Có một xếp thôi. Ê cảm ơn, hết bên rồi. À, nãy là màu màu trắng. Đơn của mình đi hết rồi chị Nguyễn Nhung, 969 rồi, đem coi còn đơn nào không chị ha. Xếp xô lúc nãy chị nào lấy á. Xếp xô chị Phong Lan. Rồi cái này lên liền cho em ạ, 20 mấy? 20-25 đúng không? Ngày mai em gọi chốt đơn, mình đi đơn chị Nguyễn Nhung luôn ha. Lên liền cho em ạ, 25 size S nè. Lên liền cho em ạ, 25 size S 109 ngàn. 25 size S 109 dùng cho em nè. Lên liền cho em ạ, 25 size S 109. Rồi lên liền cho em ạ, 26. 26 này mấy chị ơi, 26 một cái set vest này. Lên liền cho em ạ, 26 size S luôn 109 ngàn. Chốt liền cho em ạ, 26 chị nào lấy set yếm nó mang mấy chị. Nó y như là một cái yếm vậy đó, rất là đẹp. Rồi lên liền cho em ạ, ai mấy? À, 26 dùng cho em 109 ngàn. À, 6 con khoa. Rồi lên liền cho em ạ, dùng cho em A27 dùng cho em, một con đầm nhung nha. Con này mấy chị tầm khoảng co giãn. Mấy chị 52kg thôi. Lên liền cho em A27 dùng cho em. Ôi siêu đẹp luôn. Cái này của nó là dáng giống như là dáng đầm body á. Dáng đầm body nhưng mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em A27 đi. Cổ con này đẹp lắm. Nút của nó nè. Lên liền cho em A27. 27 nha cả nhà. Chốt liền cho em A27 109.000. Rồi A28. Chốt liền cho em A28 nè. Con này là 52kg. A27 do chị Hằng Lê. Rồi lên liền cho em A28. Nó giống với con màu xanh lúc nãy mà nó lại là màu xám. Theo cho mình luôn. Con này được trước em về là hàng 169.000. 169.000 nha mấy chị yêu nha. Em cảm ơn chị Mỹ Linh nha. Lên liền cho em mã dùng cho em A26 còn. Lên liền cho em mã A27 đi cả nhà. A26 nè. Ừ. Đâu này 27 mà. Này mấy? 7 nè. Phải không em? 27 hả? Rồi đây là A28 mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em dán. Dán chị Hải đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã A28 đi cả nhà. Ô đẹp lắm. Nó giống với con màu xanh lúc nãy đó. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái ông xám là A28 hả chứ em? A28. Lên liền cho em mã A28 đi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã này là mã A29. Ui A29. Cái này mấy chị nào mà tầm khoảng mặt mà size 50kg á nghe. Đẹp đẹp. Cái này em nghĩ là vô shop là 300 đó mấy chị. Mấy cái đầm như thế này nè, thường mình hay mặc đi tiệc này kia đó. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đây lên liền cho em mã dùng cho em. À chính cho Khoa Khoa. Lên liền cho em mã A29 nha mấy chị. Thì y như vậy màu đen nè, A30 dùng cho em. Lên liền cho em mã A30 màu đen nè. Ôi em nói là mấy con này mặc rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Cuối năm lễ bà cứ đi vô số để mà lấy cái đầm này chứ gì nữa. Chính Ngọc Thành. Nha, lên liền cho em mã A30 dùng cho em nè, màu đen. 52kg đổ lại đen ok. Rồi lên liền, liền cho em mã A31 nè. A31 109.000 size M nè. Lên liền cho em A31 109. A mua Dương Dương, A mua Lê Ngọc Vĩnh Dương. Rồi lên liền cho em A31 109.000 size M. 109.000 size M A31. To cái thôi. A31 chùm cho em. Ôi đẹp, sắc đẹp, ôi là đẹp. Lên liền cho em mã A31 đi mấy chị.
21 cm. Rồi chốt liền cho em mặc A32 nguyên set. Nguyên set nha. A31 cho Liên Hoàng. Nguyên set A32. A32. Lên liền cho em mặc A32. Size của Hải đang cầm là size cho mấy chị 50kg. 50kg nha, 109.000. Đây. Mà con lấy thế này không? Đó nè, cắt riêng ra mặt cũng được luôn. Chân váy là bị xinh nha. Lên liền cho em mặc dùng cho em A32. A32 dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mặc A32. Lên liền cho em mặc A32 dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mặc A32. A32 Ngọc Hân. Rồi lên liền cho em mặc A33 dùng cho em 109. A32 Linh. Rồi lên liền cho em mặc A33 109 đầm vàng hoa vàng dùng cho em. A32 Ngọc Nhàn. Rồi lên liền cho em mặc A33. A32 Ngọc Hân. Rồi lên liền cho em mặc A34 size M. Trời ơi cả nhà ơi, hộ em dùm vào ơi. Nghe. Size M 109.000, 109. A34. Lẹ 109 A34 cho nó lên một cái dương. Trời ơi cái đầm nó đẹp, xuất sắc luôn ấy. Đẹp quá. Ok chị nha, cái chấm dùng cho em quá, để Hải nhớ quá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đầm xô nè, đầm xô này mà không có bị nóng đâu nha. A34 Hạnh Phạm, A34 An An Lê. Đây là vảy xô nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã A35 nè, 109 nha. Lên liền cho em mã A34 Lê Ngọc Anh Dương. Lên liền cho em mã A35 109, size của Hải đang cầm là size chứ mấy chị 52kg đổ lại. Lên liền cho em mã A35. Lên liền cho em mã A35 dùng cho A35 nha, 109.000. Nãy là tính mặc cái này nè, mà nó không có size của mình. Ai? Không có size, không có size. Đẹp chưa? A35 Phong Lan. Đâu rồi, cái... rồi lên liền cho em, mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã A36 dùng cho anh. Lên liền cho em mã A36 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A36 size M 109.000. Kèm đai vô. Đai vô nha. Lên liền cho em mã A36 size M dùng cho em. Ủa quên lộn, có cái tan nữa mấy chị. A36 Lê Ngọc Vĩnh Dương 2 set, 2 con. Trời ơi, em có 2 cái đầm đẹp. A36 Hoa Quang. 2 cái đầm siêu đẹp luôn. Thôi là A36 luôn. Mấy trăm ngàn luôn nè mấy chế. Đó. Lên liền cho em mà A37 nè. A37 nha. A37 để em coi size đó. Em có màu hồng size M, màu xanh size S. Lên liền cho em mà A37 kèm màu xanh. Xanh là S nha. Hồng là M nha. Con đầm này 109.000. Em nói họ mấy chị mua là 450.000 ha. Hàng này mà vô mùa của mấy bạn mà ví dụ như Đoàn Ngân Châu này kia là hàng mấy chị đi mua 590.000 á, 590.000 nha. Chào lấy thì chốt đi dùm cho em. A7 kèm màu xanh hồng ạ. A7 kèm màu xanh hồng dùm cho em. Rồi lên A7 hay màu leo bánh dương. Rồi lên liền cho em mã A3 mấy? Tạ. A38 dùm cho em nè. Chốt liền cho em mặc A38 109.000. Em còn nhiều đầm hoa lắm nha, đợi em xíu. Rồi lên liền cho em mặc A38 dùng cho em 109.000 nè. A38 này là set này hàng linen nha. Con này là hàng linen nha cả nhà ơi, linen dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em A38. A38 size M hàng linen dùng cho em. A38 109 cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A39 dùng cho em nè. A39 size M luôn 109.000. A38 Anh Nguyễn. Nè. A38 Phan Mai Lan. Đéo mấy chế ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em. A này là A mấy? 39. A39.
239 cây mồ nè, có 2 xếp thôi. Múc 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 lẹ mấy cái ôi. Rồi lên liền cho em ạ. A40 xây mồ luôn xếp tôm. A39 cây nắng ngoài. A40 xây mồ xếp tôm. A39 cây lê ngọc bánh dương. Rồi lên liền cho em ạ. A40 xây mồ nè xếp tôm nè mấy chị. A40 xây mồ xếp tôm dùm cho em. A40 xây mồ nha. Lên liền cho em ạ. A40 xây mồ dùm cho anh. A40 xây mồ. Ông mươi Mỹ Linh. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Cái này đầm hoa nha mới chịu nha. Đầm hoa có dây cỏ phía sau này cả nhà. Lên liền cho em mã A41 nè. Em có màu hồng với màu xanh nè. Màu hồng, màu xanh, màu đen nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã A41 kèm màu xanh, hồng, đen. Sai có hỏi đang cầm là sai M đổ lại nha. Màu xanh, màu hồng, màu đen dùng cho anh. Có dây cọt ở phía sau cho mình nè. Dài nha mới chịu nha. Qua gối dùng cho em. Lên liền cho em A41 kèm màu. Màu xanh, màu hồng, màu đen dùng cho em. Màu xanh, màu hồng, màu đen nha. Lên liền cho em A41 dùng cho em nè. A41 kèm màu xanh, hồng, đen dùng cho em. A40 chị mua của Lan Lam 260 đó. Lên liền cho em mã dùng cho em. A41 kèm màu hồng, lên xanh, đen. Lên liền cho em A41 109 ngàn. Ôm mút xanh ngọc chi lê 109. Chị Ngọc Chi Lê ơi, chọn thêm thì cọp với em 200 vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị ha. Chị 42 size kêu này cả nhà. Thì con đầm này mặc em đẹp lắm á các cái nhà. 42 size M dùng cho em. Cái gì đừng có thoát nha, em còn nhiều hàng đẹp lắm. Hoặc luôn, nhiều hàng đẹp lắm. Thì con váy này đẹp lắm nè. Con váy này mua đi tiệc này mới chứ. Rồi A42. A42 size XL. Chị nào mút đi. Mặc con đầm này đi mới chứ nha, mặc lên là không thấy bụng đâu, tại vì con đầm này nó làm nhúng bên thân cho mình. Con này mặc lên đẹp lắm. Từng sò nha, chị nào lấy chốt liền chứ. Tự nhiên đâu nó chưa con này được size eo đó nhất vậy. Chứ hàng này cũng có size eo đâu. Tốn tiền lắm rồi Hải ơi. Có liền cho em. Hết rồi đâu nữa mà còn tốn hết rồi. Tốn 2 size eo 1 lĩ đó. Còn tối mai em like nha mấy chịu nha. Tối mai em like để em nay hết tuần này rồi em nghỉ đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A43. 42 Trần Thị Hoa. A43 nha, A43 size L nè. Lên liền cho em mã A43 size L set Chanel. 43 size L set Chanel. Đó ai Phong Lan. Rồi lên liền cho em mã A43 size L set Chanel dùng cho em. Set Chanel size L. Đó ai Mai Nguyễn. Lên liền cho em mã 43 size L size Chanel dùng cho em. 43 nha. Nè. Đẹp chưa? Đó hàng chủ nó có khác nè. Hàng chủ cái cầm của nó khác bộ luôn. Đó mấy chị. Đó bao nhiêu? 109. Mấy chị ơi, cái này là size M nè. Hôm qua lên một bánh dương. Coi. Xay mò. Lên liền cho em mà A44 xay mò này. Một con quần này. Sao mà kèm cho mình cái áo này. Thề cái áo này nó đẹp. Hàng nó chuẩn mấy chị ơi, cái vải nè. Hàng nó chuẩn nhìn nó khác lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Không chứ ơi, ngày mai em đi đơn hết nha. Ngày mai em không có like là để em đi đơn đó mấy chị ơi. Ngày em like như thế này lâu lắm rồi mấy chị ơi. Có nhiều quá. Cái bèo bánh dương. Lên liền cho em mã dùng cho em. Từ từ. A44 lên mời chút ha, chút mời đi. Có hai mời. Ô muốn mời thương. Rồi lên liền cho em A44S đi, chị nào lấy A44S đi không? Lên liền cho em A44S nha, để em coi lại mấy chị. Em coi phải quần size S. Lên liền cho em A44S dùng cho em ha. Có được 3 set S nè mấy chị. S là cả nhà không? Lên liền chị niệm ạ. Chị nào mang S đi S dùm cho em. Lên liền cho em A44S nè. A44S hết. À, nãy mời em chốt rồi á. Mời em chốt cho hai chị rồi đó. Con muốn S cho Ngọc Dung. Con muốn S lên cho em một lần nữa đó. Ok
anh Phạm nha. Rồi lên liền cho em A45 SM luôn mấy chị. A45 kèm size SM màu đỏ nha. Lên liền cho em. Còn xe kỳ nào là chứ là chứ em A44 lên liền cho em A45. Em có size size S, size M luôn. Lên liền cho em A45 kèm size SM. 45 kèm size SM nha, cho chi tròn M nha. Lên liền cho em mã dùng cho em A45 màu đỏ. Bỏ 23. Bỏ thêm vô tan nữa. Lấy xe gì đi. Có lắm xe mời chi chồng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A46 dùng cho em 109 dùng cho em. Đây. Giờ cái màu đỏ có thấy đẹp nha. Màu đen có mã hồ có thấy đỏ. 45 xe S cho ngọt nhà. Rồi lên liền cho em hàng LNG nè cả nhà. LNG nè. Không, em chỉ còn xe S thôi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho thấy gì không? Áo đen đôi dài nó lấy liền á, còn nó A45 mình đi còn xe tao mấy chị ơi. Áo đen đôi dài đúng không? Hàng cái phôm nó to mấy chị ơi. Không phải là hàng phôm bé đâu, vì sao lại bán đắt hơn. Bán đắt hơn đó mấy chị, bình thường áo thông thường tại vì bán ít là tầm khoảng mấy chục thôi. Nhưng mà đi cái đôi dài đó là hàng nó phôm to hơn cả nhà. A40 mấy? Sao? A46 dùng cho em nè. A45 cho bình minh. Lên liền cho em A46 này cả nhà ơi. A46 nha. Lên liền cho em A46. Rồi lên liền cho em A47 hàng NGN nè. NGN size M nè. Lên liền cho em A47 size M hàng NGN 109 ngàn. Đây mấy chị. A46 cho Mai Nguyễn. A47 size M hàng NGN nha. Có cầu vai luôn. 109 ngàn, phải 500 ngàn. 500 ấy. Này em lên cho mình một con đầm này nha. Mua về mang đi tiệc mấy chị. Ông Mỹ Lê Ngọc Anh Dương. Bằng 7109. A48 size M ha. Phải không? Size M. Lên liền cho em A48 size M 109 ngàn. Đẹp lắm. Ông Bảy Chi Trần. Lên liền cho em A48 size M 109. Con đầm này xịn nha. Siêu xịn luôn á. Đẹp lắm. Mua để mang đi tiệc cả nhà. Hàng hàng theo cho mình luôn nè. Theo nha. Tay của nó cũng theo nè. Mua mấy con này về may đi tiệc cả nhà. Size M á. Lên liền cho em A48 size M. A48 size M nha. Con này siêu phần. Lên liền cho em A48 size M hàng CN này nè. Mua mấy con này về đi tiệc cả nhà. Ôi rất là rẻ luôn, 109 ngàn mấy chị. Mua về kê ông tủ ngắm cũng sướng nữa đó. Thiệt. Có 8 cho anh Phạm. Mua về ngắm cũng sướng nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em A49 dùng cho em nè. A49 này em còn được size S nè mấy chị. Lên liền cho em A49 size S nè. Em ưng bay ra mặc cái đầm body này luôn á mấy chị. Đẹp lắm luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em A49 size S. Thu Hoài Dương. A48 Thu Hoài Dương. Rồi lên liền cho em mã A49 nhưng mà size S thôi chị nào. S nhưng mà con này tầm khoảng 52kg mang vừa nha. Tại vì nó có co giãn cho mình. Co giãn nha mấy chị nha. Và phía sau của nó là có khóa kéo nha. Khóa kéo nha cả nhà ơi. Khóa kéo. Lên liền cho em mã dùng cho em A49 dùng cho em 109 ngàn. 3 cái thôi mấy chị. Lên liền cho em A49. A49 còn lại cho nó cho em ạ. Rồi lên liền cho em A50 dùng cho em nè. A49 một lần chính như Cúc Nguyễn. Như Cúc Nguyễn ơi, chọn thêm đi cọc với em 200. Rồi lên liền cho em A50 dùng cho em. A50 xây mồ nè. A49 thì mày mai thì. Lên liền cho em A50 xây mồ. A49 mỹ hiệp. Lên A50 xây mồ đi cả nhà. Đẹp nè. Mua ngay ngay liền đi mấy chứ thôi. A50 xây mồ. Đẹp như thế này 109 ngàn. Thầy có hai set nè. Thầy nào lấy nè. A5
251 nè. Màu kem với màu xanh nè. Kem xanh nha. Hãy coi size gì đây. Kem xanh nha. 250 lên gặp bánh dương. Kem là size S, xanh là size màu thì nào. 250 lên kem. Rồi lên liền cho em mà A51. Xanh là size màu, kem là size S. Hàng KBTWE nha mấy chị nha. Hàng KBTWE dùng cho em. Màu xanh là size M nè. Màu kem là size S nè. Lên liền cho em mà A51. A51 kèm màu xanh kem dùng cho em. Lên liền cho em mà A51 kèm màu xanh kem. 51 xanh cho Lê Ngọc Bánh Dương. Rồi lên liền cho em mà A52 dùng cho em nè. Lên liền cho em mà A52 dùng cho em. A52 đầm tơ nha. Đầm tơ này mấy chị nào tầm khoảng form 52kg nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. A52 dùng cho em. 51 kem cho Ngọc Dung. Rồi lên liền cho em mã A52 đầm tơ dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mã A52 đầm tơ. Lên liền cho em mã A52 đầm tơ dùng cho em. Anh Tâm Ai làm điều rồi thương. Rồi lên liền cho em mã A53 size M. Quá là đẹp luôn. Từng nói là kiểu như là xuất sắc luôn á. Cả nhà có hai con thôi. Con này mấy chị nào mà 55kg đổ lại mang được cho Hải nha. Tại vì đầm của nó là nó phối cho mình ở đây là hàng của nó là hàng thun nè. Sau phối cho mình xếp ly nè. Nha mấy chị yêu nha. À, dạ xếp tơ hãy hết rồi. Đẹp 53. 53 đẹp lắm. Rất là đẹp. 53 hai con 109 cho đây còn bao nhiêu. Rồi lên liền cho em mã này là mã A54. Cái này gấm á chị ơi. Gấm nha, gấm này phôn của nó là phôn rộng ấy. Lên liền cho em mã A54. Có chị Ngọc Dung nha. Lên liền cho em mã A54 dùng cho em có màu kem và em có màu đen nè. Cái phôn của nó là phôn sung á mấy chị. Phôn sung nha mấy chị nha, nó là gấm này. Gấm phôn sung nha mấy chị nha. Mấy cái phôn mà mấy bạn, cái phôn này là dành cho mấy chị nào ốm mang mới đẹp nha. Ốm mang đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em A54 nè. Em có gấm đen và gấm kem nè. Đen và kem nha mấy chị nha. Gấm dùng cho em. Lên liền cho em mã A54 kèm màu dùng cho em. Có cả màu trắng nữa nè. Có cả màu trắng nha mấy chị nha. Mấy cái này nè chị nào mà, mấy bạn nào mà ốm này kia mấy chị mang lên chụp hình đẹp lắm. Màu trắng này mấy chị, nó là gấm ấy. Đây. Gấm như thế này nha mấy chị nha. Trời ơi mấy con này, mấy bạn nào mà đi chụp hình sáu mảng này kia ở nhà hơi bị đẹp luôn á nha. Ở dưới của nó sẽ làm đuôi cá như thế này nè. Đẹp lắm ấy. Gấm đen cho qua qua. Cái này thật sự bạn nào mà biết mặc mấy cái kiểu như thế này nè, lên dễ thương lắm ấy. Màu trắng với màu đen. Trắng qua qua. A năm mấy rồi, A55 rồi. Rồi lên liền cho em mã A55 dùng cho em nhưng mà size S thôi, 109.000. Lên liền cho em mã A55. Lên liền cho em mã A55 dùng cho em. A55 dùng cho em ha. Lên liền cho em mã A55 nhưng mà size S thôi, 109.000. Chị nào ưng đơn giản thì lấy con này. A55 dùng cho em. Tiếp nhiều đồ trắng kem kem. Ôi, siêu nhiều hàng luôn. Rồi con này dành nhau size L tặng mấy chị con này 99.000 nè. Lên liền cho em mã A57 đi mấy chị, 99.000 size L đầm Burberry ha. Chị nào ưng mặc đầm hãng á thì lấy con này dùng cho em luôn. Con này bữa trước em like mà em hết rồi mấy chị. Đây là bữa trước mà em mới cắt thử một bao thôi nha. Em có like mẫu này cho mình rồi nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A5 mấy ha? A57 dùng cho em mấy con thôi. 55 cho khoai vỏ. Năm bảy cho 55 ánh linh. Rồi cái này là em có mỗi thứ một màu nè. 57 phong lan. Năm bảy cho sông út. Rồi lên liền cho em mã A58. Em có màu này là ghi màu kem nhạt, à, màu kem đậm với màu kem nhạt. 57 cổ bốn lá. Rồi lên liền cho em mã A58.
A58 57 Ngọc Hương. A58 là sao mấy chị? 55-56 cái mang vừa đó, kèm đai cho mình luôn nè. Lên liền cho em mà A58 có cái không? Lên màu nâu này trước đi mấy chị. Lên liền mà em A58 nha. A58 đi cả nhà. Rồi đây là A59. Rồi đây là A59 nha. Lên liền cho em mà A59 dùm cho em nè. A59 55 cái đổ lạnh này ok đó cả nhà. Đây. Chẳng lấy A59 ghi A59. Rồi lên liền cho em mà A59 dùm cho em nè. Đó, lên liền cho em mà A59 ha mấy chị, về gài nút dùm cho em, con này mang đẹp. Mang đẹp nha. A59. Rồi lên liền cho em mà A60, em có màu xám với lại màu vàng. 59 cho phong lan. Rồi lên liền cho em mà A60 xám và vàng. Ui đẹp quá. A60 xám vàng dùm cho em. Rồi lên liền cho em mà A60. Mặt chọc cái nó bị rộng. Cái chân quá này nó rộng quá hải á mấy chị. 59 cho sông Úc. Lên liền cho em A60 kèm màu xám với vàng. Xám vàng. Vàng xám, xám vàng. 59 cho Nguyễn Thị Phương Vy. Ai, vàng này giống nha. Không, vàng này khác chắc cả nha. Từ giống nè. Vàng nè. Lên liền cho em mà A60 vàng. 60 cho Phương Hoa. Rồi lên liền cho em mà A61 nè mấy chị. Ôi ôi, giá nghe 109 ngàn. Lên liền cho em mà A61. Cái này là nó có cầu vai cho mình luôn nè. Có cầu vai nha cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùm cho em. A61 dùm cho em. Lên liền cho em mã A61. 60 vàng Nguyễn Thị Phương Vy. Rồi lên liền cho em mã A61 dùm cho em. 109 ngàn dùm cho em. Ôi cái này đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. A61 nha, 109 ngàn. Hàng CN luôn mấy chị. CN nha, lên liền cho em mã A61. Lên liền cho em mà A61 dùm cho em 109 ngàn. Mua cái này mang mấy chị ơi. Lên liền cho em mà A61 đi cả nhà. 60 ngàn mà em hết rồi bây giờ lên mà A61 một lần chính với em đi ạ. Rồi lên liền cho em mà A62 size M. Trời ơi cái này mà em nói thật mấy chị luôn ấy, mà đi biển là thôi nghe. Thiết nách nha mấy chị nha, không có phải cái màu này là màu khó tìm nha. 61 cho Tôn Phúc, 61 cho Ly Hình. Trời ơi nhìn cái màu xanh nè. Size M lên liền cho em mà A62. Cái này đi du lịch là mặc đúng đẹp luôn á mấy chị. Thiệt lắm. Trời ơi cái này là cái màu đi du lịch nha mấy chị ơi. Đẹp nhức nắp luôn. Ôi trời ơi luôn ấy, đẹp quá. Xay mờ nghe, lên liền em A62. A62 xay em mờ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mà A63. Số 2 cho Lê Hồ Vĩnh Dương. Rồi lên liền cho em mà A63 dùng cho em đi cả nhà. A63 dùng cho em 109 ngàn. Lên liền cho em A63. Số 2 Thanh Thảo Nguyễn. A63 55 cái đổ lạnh em ok. Đây từ từ nha. Đơn hôm nay giờ là quá trời, còn quá trời chưa phẩm luôn. Mẫu lẻ còn hàng đẹp lắm luôn. Còn nhiều không nhỉ? Giờ còn lẻ không đúng không? Số 3 Lê Hồ Vĩnh Dương. Đây sector này mấy chị. A64 nè, sector đen nè, chị nào hỏi em. Xay mờ. Số 2 ai ai. Em mấy chị, con chân quái này em bữa trước em hỏi của gì quên rồi. À, Đoàn Em Châu á mấy chị, 250 á, cái chân quái đen này nè. Chân quái đen mà cái phô này nè. Số 3 à. Ở đây, Lê Hồ Vĩnh Dương rồi ba. Dạ. Số 3 Phạm Thị Hồi Thương. À sao mấy? A64 xay mờ. Lên liền cho em A64 xay mờ dùm cho em. Lên liền cho em A64 xay mờ. 64 xay mờ nha cả nhà ơi. Cái này mấy chị ơi, con nằm Burberry này còn con nè. A65 nè mấy chị. A65 xay mờ nè. 99 ngàn. 65 xay mờ nha. Con nằm này xay mờ.
lên liền cho em A65 size M nè, đầm Burberry. Giờ còn nhiều hàng lắm nha, nhưng mà tí em sẽ lên mẫu lẻ đó mấy chị. Lên hết hàng là hàng lên mẫu lẻ nha. Lên số liền nha Phan. Lên liền cho em A64 đi cả nhà. Ừ, 64 đó, còn ở set BBR 65. Rồi lên liền cho em. Sao BBR là 65 mấy chị hả? 66 size M dùm cho em. Lên liền cho em mã 66. Ừ, 66 size M dùm cho em nha. Số 4 là số 4 mấy chị hả? Số 4 Nhân Phan cố rồi, số 4 Nguyễn Xuân Hiền. Cho mấy chị xem. Số 4 Mượn Trần. Ôm không? Bài nào ôm NGN nè. NGN nè. Set O NGN nè. Hoa nè. Tiếp nè. Tiếp nè. Tiếp nè. Đó, NGN hết luôn. Bài nào ưng ôm ghi ôm. À sao, sao này là sao mấy hả? Sao 66 dùng cho em. 99.000 và nó ôm ghi ôm dùng cho em một cục duy nhất à. Cái em lên mẫu lẻ nha, chứ giờ không có nhiều nữa nè. Để cái đầm này được cho. Thấy là ghiền đó nghe. Ôm 99 giờ lên Hồng Anh Dương. Cái đầm to này đẹp nè. Trời ơi nó xinh. Cái này mà ê xinh chưa? Nè ở trên sáu. Ê cái gì? À anh Dương. Ờ sao sao là anh Dương. Tưng ông tưng ông. Trời ơi Dương quá à. À sao sao cả. Số 6 nay lên. Số 6 Ngọc Nhàn. Thấy cái nào ở trong một cái quần anh đó. Cái nào mà rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã A67 dùng cho em. Lên liền cho em mã A67 dùng cho Hải nè. Lên liền cho em mã A67 size M 109 nè. Lên liền cho em mã A67 109 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã A67 109 size M cả nhà. 109.000 size M lên liền cho em A67 đầm hồng. Lên liền cho em A67 nha. Trong mươi cộng luôn. Lên liền cho em A67 đi mấy chị, size M. Rồi lên liền cho em A68. Ủa sao rồi có cái quần không như thế này rồi sao? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. A68 có cái quần thôi này bán tặng cả nhà 69.000 lỗ mẹ nó luôn rồi đó. Tay. Đây nha mấy chị nha, quần caro dùng cho em, quần ống sung ấy. Tặng mấy chị 69.000. Rồi lên liền cho em mã A70 dùng cho em 109.000 này. A70 109. Lên liền cho em mã A70. Cái này là set NGN nha, có set duy nhất này. Cái quần của nó cũng đẹp nữa mấy chị. Đây, quần này. Quần cho Camla. Rồi lên liền cho em A này A70 đúng không? Em nào A70 đúng không? Rồi lên liền cho em A70 dùng cho em 109.000. Giờ nó còn nhiều siêu phẩm ở phía sau lắm nha. Chưa lên đâu nghe. Lên liền cho em A70. Rồi lên liền cho em A71 này. Lên liền cho em A71 chốt hàng lên mình. Quần caro là mã quần 69 đó, A70 109 cho Trinh Mai. Rồi lên liền cho em mã A71 hàng lên mình 109.000. A71. Rồi lên liền cho em mã A72, chị nào mua con này về đi tiệc đi mấy chị, 109.000 nè. A72 này là size S thôi cả nha. A72 size S mấy chế ơi, mua về mang đi tiệc. Ờ, bác cho Lê Ngọc Anh Dương. Một con đầm body nè, 109.000 nha. Lên liền cho em mà A72 size S. A72 size S 109. Lên liền cho em mà A72 size S 109.000. Bán con này tiếp nè mấy chị. A73 nha. Đẹp quá à, xinh lắm luôn ấy. Đó, ở trong hàng lẻ nó có nhiều mẫu xinh như thế này đây mấy chị. Lên liền cho em mà A73 một con thôi, tặng mấy chị 109.000. Chị nào lên trước thì chốt trước nha, size S thôi. Size S nhưng mà tầm 50kg mang vừa đó nha, hãy mang rộng. Đẹp lắm đi, đẹp lắm luôn.
373 à, 109 ngàn. Ờ, 109 cho chi trần, một con cái gì hả? Rồi lên liền cho em mà A mấy? A74 nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mà A74. A74 nha, 109 ngàn. Size của Hải đang cầm là size S luôn mấy chị ơi. A74 size S nè. Này cái size này đẹp hề. Đẹp hề. Size này mang kiểu giống như mấy bạn mà cái gì quên rồi. Các bạn mấy hàng design đó, 400 ngàn một set nè. Về tắt riêng ra cái quần mang cũng được nè. Nha, cái quần là quần tắt ta luôn á, đẹp lắm. A74 mấy? A74 dùng cho. Lên liền cho em mà A74. A74 mà thì hồi thương. Rồi lên liền cho em mà dùng cho em. A76 này mới chứ. A74 quyền thái. A76 xây mờ 109. Lên liền cho em A76 109 xây mờ. A74 Ngọc Dung. A76 xây mờ. Ok thì Bảo Lâm chưa, món này chị giúp em chưa. Rồi lên liền cho em A76 109 xây mờ. Xếp là xếp hàng đẹp nha mới chịu nha. Đây một con chân vái kèm cho mình cái áo. Cái áo này là rút dây bên hông xây mờ nha. Lên liền cho em A76 xây mờ. 76 cho hoa quả dùng mi. Lên liền cho em A76 xây mờ. Cái quần caro chốt rồi đấy chứ ơi. Trời ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em A mấy? 77. A77 size S thôi mấy chị. Mà đẹp chưa? 109 ngàn. Có cái chân váy mặc đi làm luôn nè. Nha, có một con chân váy mặc đi làm nè. Kèm cho mình cái áo lụa nè mấy chị. Áo lụa nè. Mà làm nhúng nhúng ngay chỗ cái cổ nữa nè. Đẹp chưa? Lên liền cho em mã dùng cho em A77. Lên liền cho em mã A77 dùng cho em A77. A77 đi cả nhà ơi. Lên đó anh nhỏ lên hàng lẻ ra nhỏ. A77 cho Lê Ngọc Anh Dương. Dạ. Lẻ đó hả? Được vô đi. Đây, chanh nhau con này luôn. A78 size M. Không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn á, thật. A78 size M, mua về mang đi tiệc nha mấy chị nha, 109 ngàn. Con này rất là xịn luôn nha mấy chị nha. Lên liền cho em. À hãy chuyển tiếp rồi chị Kem Kem, nhưng mà không biết đơn bữa nay nó khó ship hay sao mấy chị. A77 còn em. Caro này. A77 chị anh nghĩ gì vậy? Chết mẹ, nó này, rộng nè mấy chị. Nãy xếp em mang có ai chốt chưa? Hết chưa? Cho liền cho em A78 xây mờ, mua về mang đi tiệc con này mấy chị ơi. Ờ, bảy cho nguyên một chân mẹ, mua con này về mang đi tiệc mấy chị. Tiệc tùng đám cưới này kia 109 ngàn. Mấy bạn đi sỉ con này 300 mấy ngàn ấy. Lấy con này mang mấy chị ơi, sẽ đẹp nữa. A78 109. Trời ơi. A78 chi trần. Rồi lên liền cho em mã A79 dùng cho em. A79 dùng cho em. A78 với trần chị Hoa. Lên liền cho em mã A79 size M này. Đây, rồi cho ôm tiếp nha. Đợi tiếp. À, mấy chị ơi, đừng có vội nha. Nè, đầm xanh lúc nãy còn nè. Đó, không được bùn nè. A78 Nguyễn Thị Mỹ Phương. Nè, không được bùn nè. Đó, còn nè. Xanh hồng còn luôn. Còn A7 mấy? A79 dùng cho em size M nè. Lên liền cho em mà A79 size M. A79 size M nha. Chốt liền cho em mà A79 size M. A79 size M dùng cho em. Em nay đầm thun hoài mà khách em nó ngán rồi mấy chị ơi. Mà giờ em cũng hết thun rồi. Thì em về mấy ngàn áo thun mà em hết sạch luôn á. Đó, đau buồn đau đúng không? Vẫn còn nha. Hãy bà nào chốt được rồi là không chốt nữa nha. Dừng cho khách nè. Xanh hồng. Đây để coi. Ui trời ơi đẹp quá. Để coi mấy chị ơi. Nhưng mà thấy Thiên Thanh à. Nhưng mà nó có size tầm khoảng 52 kg đổ lại. Xanh và hồng dùng cho em.
Giờ lấy xanh ghi xanh, giờ lấy hồng ghi hồng nha. Nãy bao nhiêu đây? Ủa hồng đẹp chưa? Từ từ lên xanh đi mấy chị ha. Xanh nè, lên xanh trước đi. Xanh dùng cho em ha, cũng 109.000 rồi mấy chị. Lên liền dùng cho em mã xanh 109 dùng cho em nè. Này mấy chị 52kg đổ lại men được đó. Chị lấy đầm xanh ghi đầm xanh. Xanh 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 xanh. Giờ lấy xanh lên xanh trước với em đi ạ. Xanh Ngọc Huyên. Cái gì chị nói cái gì? Xanh lên Ngọc Huyên Dương. Từ hồng là ngắn mấy chị ơi. Thì em lấy một cái hồng nha. Hồng nè, cái hồng đẹp chưa? Hồng là ngắn ấy, 109.000 cho lấy hồng. Hồng ngắn nha, hồng ngắn có hồng dài nha. Hồng ngắn nè. Quỳnh Anh lấy không em? Hồng này đẹp nè. Hồng này hot quá trời hot luôn ấy. Hồng. Hồng ngắn nha. Hồng cho Lê Hồng Ánh Dương. Nè, bạn nào mạnh dạng ôm một cái đi để em đỡ like nè. Ôm. Ôm 99.000 Quỳnh Anh em lấy không em? Đây để bóc ra một cái cho xem nha. Không đẹp là tặng luôn nè. Hồng đoan trang. Ôi. Đẹp chưa? Hồng Nguyễn Xuân Hiền. Mà vàng ô cái nào 99.000 nào. Lên liền cho em mã ôm 99.000 đi, có được một cục. Ui xịn chưa bác? Cũng ôm là sai lầm nghe, sai lầm lớn luôn ấy. Nè. Ui 99.000 một cái này mấy bạn ra ngồi mấy bạn mua 300.000 chưa chắc đâu, đâu có đâu. Nữa nè. Sao em hết rồi bây giờ? Chị Chiến Khoản hãy nhận được chứ. Ồ chị Chiến Khoản cho Hải à. Ôm rồi nha. Ôm 99 luôn. Nè cho em cái set này nữa nè. Đó, cho em set này. Set này mấy trăm ngàn. Ôm Lê Hồng Ánh Dương. Nè, cái set này mấy trăm ngàn một set luôn á nghe. Set này hàng cao cấp NGN nè. 550.000 đó em. Nè, set này 550.000 nè. Cái set caro này nè. Thiệt luôn ấy. Không nói đùa đâu. Quay tay nữa nè. Đó, một con đầm dựa. Được không? Rồi lên tiếp nha. Thôi giờ là lay lẽ cho các bạn. Giờ lay lẽ nha. Rồi lên liền cho em mã set đen siêu phẩm 109 nè. Lên liền cho em mã set đen siêu phẩm hành phẩm. Lấy set này may hành phẩm. Còn mang đẹp nè. Cái set đen này đẹp nè. Quần là set ly nè, áo nè, mà phôm to nha, phôm rộng ấy. Chị nào lấy cái set đen này đi, 109.000 thôi, bao giá luôn. Hàng này nha mấy chị nha, không phải là hàng mà hàng tào lao thôi đâu mấy chết đây nè. Hàng CN này nè, nha. Lên liền cho em mã dùng cho em set đen dùng cho em 109.000. Set đen 109, ừ đúng rồi này, Trang Nguyễn lấy nè. Em sách đen đẹp lắm nè. 109.000 đẹp, hàng đẹp lắm. Hàng này nè. Sách đen dùng cho em. Quái dạ mới like còn không chị Hải ơi. Nó có cái á, chị cho khách ôm á. Giờ chị lên đây, lên nhiều hàng đẹp đây. Đợi tiếp. Đen cho đại Trang Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã sách nâu nè. Rồi. Sách đen lên cho em 109 á. Sách đen cho chị à. Hàng mấy chị không lấy là đen Ngọc Ánh Dương. Set nâu 109.000. Set đen cho Hồng Cẩm. Rồi lên liền cho em mã set nâu 109. Size S, size M men ok. Nâu 109 với Hồng Cẩm. Lên liền cho em mã set nâu 109 nè. Lên liền cho em mã set nâu 109. Set đen với Thi Vân. Ô cục đó giá trị luôn rồi đây. Cục đó giá trị luôn á. Toàn mẫu đẹp 10 cái là đẹp. Không có cái nào mà kiểu giống như là lôn côn luôn. Tại vì set đen 109 với Dung Nguyễn 530. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em cái mã set nâu dùng cho em 109.000. Set đen em hết rồi. Lên liền cho em mã set nâu 109. Set nâu nha cả nhà ơi 109.000. Cái chút cộng cho 109.000. Rồi đây giờ là toàn siêu phẩm không ấy. Nhưng mà lên một cái thì nó hơi lâu nha cả nhà.
hãy lên áo bàn đai trắng sáng cho em chốt luôn nha. Bàn đai trắng sáng nào? À, bàn đai trắng sáng vai rồi. Rồi cái này lên liền cho em mã set, à, cái dùng cho em mã số 1 kèm màu. Mã số 1 kèm màu, màu trắng, ở quên lộn, màu đen với lại màu xám nha. 109.000 một con đầm body này cả nhà. Một con đầm body ha. Xong rồi kèm cho mình một con áo khoác nè. Mấy chị lấy số này may mấy chị. Cái vải của nó đã lắm. Nhưng mấy chị yêu nha. Mã số 1 kèm màu đen và xám dùng cho em nè. Có được có 2 set thôi. Mã số 1 kèm màu đen xám 109.000. Số 1 đen phản gì hồi thương. Rồi lên liền cho em mã số 2. Thì cái set gì mà ghét kia đi trời. Từ mấy chị ơi. Đây là nó làm cái chút như thế này. Một em còn màu xám rồi. Đây mấy chị. Mình mặc lên là nó căng cái này ra nha. Lên liền cho em mã số 2 dùng cho em nè. Mã số 2 màu kem dùng cho em nè. Mã số 2 nha. Cái set này đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Mặc lên nó mới căng ra như thế này nha. Lên liền cho em mã số 2 109.000. Số 2 dùng cho em 109 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 2 109. Rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em 109.000 luôn nè. Mã số 3 hàng NGN 109. Size của Hải đang cầm là size cho mấy chị 52kg nha. Thì cái áo này đẹp không? Mã này là mã số 3. Số 3 đúng không? Hai chi trần. Em ta bắt cái áo này lắm luôn á cả nhà. Đẹp lắm luôn, quần là quần rinh là mấy chị quần chắc kaki, quần xanh này. 50% là chung nè. Mã số 3 109. Lên liền cho em mã số 3 109. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 4 set xanh 109 luôn. 55kg đổ lạnh men ok. Lên liền cho em mã số 4 nè. Ba tơ duyên dương 121. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em 109.000 set xanh mã số 4. Lên liền cho em mã số 4 nha cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã số 5 đầm bi dùng cho em nè. Đầm bi này là size M nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5 size M. Mã số 5 size M đầm bi nha, 109.000. Mã 5 size M đầm bi 109. 5. 5 mấy chị ơi, này còn hai cục này bà nào ôm không? Đây hai cục là GN không? 5 109 lên giúp em ạ. Đây, bà nào ưng ôm thì ôm nha, NGN hết luôn, nguyên cục NGN. Mà cái này là hàng hài hết cho mấy chị yêu nha, không có hàng đông đâu mấy chị. Mấy cái set bộ này là hàng NGN, đa số là hàng hài nha. Hàng đông là mấy cái áo khoác Hải Lai rồi nè, đây. Đây cũng NGN hết luôn. Có hai cục nè, em lùi đây lẻ quá à. Cho ôm luôn, em không có bán có lãi đâu mấy chị. NGN hết nha, set váy hết, không có lộn xộn nha, nè. Đó, bạn nào ưng ôm thì ôm này, chờ cục này đúng đẹp luôn á. Lên liền cho em ôm có hai cục á, bạn nào và ưng ôm cục nào? Ôm một cục cho Ngọc Thiên. Ôm 99.000. Rồi cái này lên liền cho em mã set đen dùng cho em nè. Set đen dùng cho em. Đẹp không mà để Hải coi cho mấy chị xem nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Nãy em có rút một cái ra. Rồi lên liền cho em mã set đen dùng cho em. Set đen size cho mấy chị. Size này cho mấy chị 55kg đổ lạnh men ok. Có set nè. Set đen dùng cho em. Lên dùm cho mã set đen. Chị Linh ôm cục này thì chị Linh ôm cục này không? Đây. Chị Linh ôm cục này thì cho chị Linh cục này được không nè? Được, chị có ôm hay có lẽ có cho coi chị có ôm không nè. Chị ưng ôm thì báo Hải nha. Để mắc ôm về mấy chị là đảm em. Quỳnh Anh em lấy cái này không? Sao không lấy cục này hả? Nè. Trời ơi. Nè một con. Ôm luôn cục này luôn nè em. Ôm đây hả Bánh Dương? Ôm luôn cục này nè. Đó. Nghĩ sao mà không ôm cục này. Con sơ mi này đáng tiền luôn á. Nè cục kia cũng đẹp. Nè. Nói cái này không? Ngủ quên chị Hải ơi ha ha. Thì nhớ cái set này không? 160 trăm luôn á. Thì kêu các em tỉnh.
bạn. Thì nó là ép cái em lừa người ta nó chứ em lai lâu nữa kìa. Cái cổ cái kia thấy này. Lấy lẽ nó lâu nè mới chết. Rồi lên liền cho em, mã dùm cho em. Trời ơi cái đầm hồng nó đẹp. Nhưng mà size S thôi cả nhà ơi, buồn thiệt. Này em mặc là ok luôn đó mấy chứ. Đẹp đấy, đầm hồng này dễ thương nè. Xinh không? Đó mấy bà nào mà kiểu như là mặc đi sinh nhật này kia đó. Đó đẹp quá trời đẹp luôn. Đầm hồng size S dùm cho em 109 ngàn. Lên liền cho em mã đầm hồng này. Đầm hồng nha, kiểu lấy hồng ghi hồng. Rồi lên liền cho em mã xếp xanh xay mò nè. Xếp xanh xay mò dùm cho em 109 ngàn. Lên liền cho em mã xếp xanh xay mò 109 dùm cho em. Xanh xay mò 109, 55kg đổ lạc men ok. Xanh xay mò. Hồng cho anh Nguyên 151. Rồi lên liền cho em mã xếp xanh xay mò dùm cho em 109 ngàn. Xanh xay mò 109. Đây. Đó, chị nào lúc nãy không có chốt được cái uy này thì chốt nè. Lên liền cho em mã dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã set B 109. Set xanh cho chị ấn lên. Set B 109 SML may ok luôn, dễ thương đó hoàn toàn. Tabity quay nha, SML may ok, chân vái nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. B hoàn phạm, B lên ngọt bánh dương. Set B 109 còn B 109. 109. Lên liền cho em, chân tặng cho em. Còn lên liền cho em mã xếp, xếp vàng liền cho em. Đúng cưng luôn á mấy chị. Lên liền cho em mã xếp vàng. Bi chi trần, bi đơn trang. Lên liền cho em mã xếp vàng liền cho em. Chị Ánh Linh hãy gọi chị mua mặt. Xếp bi cho Kinh Cô. Hãy gọi chị mua mặt chị sợ có cái xếp nó sai mình mang không vừa mấy chị. Để hai coi có cục nào hy vọng không hãy để cho chị không. Còn cục lẻ ngồi đó không nhỉ? Còn lẻ nhiều không nhỉ? Rồi lên liền cho em mã xếp GG dùng cho em. Xếp GG size S nè, 109 ngàn. Hãy nói cái xếp GG này nó đẹp lắm luôn á cả nhà. Thề luôn. Cái quần của nó là cái vải mà vải gì ta? Vải tóc ta ấy nha. Vải tóc ta mà người ta theo lên luôn á, chứ không phải là vải thường kia nha. Nhưng mà buồn cái là nó size S thôi, size GG này rất là đẹp luôn. Đẹp quá à, size S. Số vàng hình phàm. Lên liền cho em mã dùng cho em ha, size GG dùng cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã váy vàng 109 ngàn. Trời ơi. Cái này mà mới cho em mặc đi chụp hình sống ảo là thôi luôn á. Nhất cái nắp nha, nhất cái nắp nha. Đẹp, xuất sắc luôn. Xếp rồi rồi lên ngọt bánh dương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Váy vàng 109, đẹp quá. Váy vàng nha cả nhà ơi, 109 ngàn. Lên liền cho em mã váy vàng 109. Đây là nguyên một cục váy đẹp luôn. Nguyên một cục váy đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào mạnh dạng ôm cái cho em khỏi like đi mấy chứ. 99 ngàn. Nguyên cục váy đẹp. Với vàng hụ không? Em đỡ phải like mấy chị ơi. Bạn nào ôm không? Này. Ôm cục này đi mấy chứ. Ôi em like mẫu là em mệt quá không? Tầm nhung. Chị nào lấy đi mấy chị. 109 ngàn màu đỏ cho Chi Trần nè. Đỏ cho Chi Trần ha. Ừ, em xay mò nè, mặc vừa nè. Cho 109. Ôm cục
Học thì em ăn cục này hả? Cho em cục này. Cho Ngọc Huyền ha. Cây cục áo này luôn có con này. Cho hai con có đầm đỏ đâu, phải bỏ vô cho Ngọc Huyền. Trời ơi, mặc cái chân váy nó rất rộng. Nhớ coi cái cục đó, cái đầm đỏ kia bỏ cho đi con. Rồi, em có cái set nâu này siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn, không đẹp không biết tiền khách luôn. À, size nhưng mà size cho mấy chị nào tầm, Huyền. Tầm khoảng 50 ký không? Xin ví ốm như chị Hải, trời ơi ốm rồi xương nó mới chứ không. Thì lại xả cho. Lên liền cho em mã set. Set kem dùng cho em. Kem nha, 109 ngàn. Thề cái chân váy rất là đẹp luôn á. Chân váy siêu đẹp nha, 109 ngàn. Chưa mua được cái chân váy này luôn á cả nhà. Nha, 109 ngàn. Chưa mua được chân váy này đâu. Nè, áo nè. Em mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã xét đi mới chịu. Xét nha mới chịu nha, 109 ngàn. Lên liền cho em mã xét 109. Lên liền cho em mã set 109 dùm cho em. Rồi cái này lên liền cho em mã siêu phẩm. Rồi lên liền cho em mã siêu phẩm tây mò nè. Trời ơi cái áo nó đẹp. Set kem. Set kem là set này. Ê cái áo chi mà nó xinh ri. Set kem là set 1 đi. Bây giờ. Ừ. Kem dẫn lên. Lên liền cho em mã số 1. Tây mò 109. Mã số 1 xây mờ 1 lệ. Kem Ngọc Hương. Ôi ôi sao mà xinh như thế này. Mã số 1 xây mờ. Lên liền cho em mã số 1 xây mờ đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã số 2 109 đầm siêu phẩm xây lờ này. Lên liền cho em mã số 2 xây lờ này. Lên liền cho em mã số 2 xây lờ nha. Số 2 xây lờ dùm cho em. Lên liền cho em mã số 2 size L. Cho chị mấy cục đó đi nha mẹ. Mấy cục dài dài nè. Số 2 size L nha. Giờ lấy mã số 1 đi, mã số 1 đi mấy chị. Mã 1 và mã 2. Rồi lên liền cho em mã số 3 size M. Mã số 3 size M dùng cho em này, xếp trắng dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3 size M. Mấy chế ơi, đang xem, chấm chấm đi. Chấm chấm đi mấy chế, sao giờ im ru rồi. Ba Lê Ngọc Vĩnh Dương. Sao mấy chế lại im ru rồi, mấy chế ơi, toàn siêu phẩm như thế này. Bây giờ em tắt sớm chứ. Mã số mấy? Số 3. Mấy chị ơi, số 3 em có S nè. Có một set màu. Em là cho Ngọc Hương. Mã số 3 size S. Lên liền cho em mã số 3 size S nha. Số 3 size S có 2 set nè. Ê, cái set này đẹp lắm nha. Đẹp nha. Hai. Rồi lên liền cho em mã số 3 size S. Lên liền cho em mã 3 size S nè. 3 size S nha. 3 size S, 3 size S. Ba mở cho em rồi. Đây. Em có cái bộ này nha, mẹ không nghĩ vì sao mà ôm được hàng siêu nha. Và ba xé cho Hiệp Ngọc. Đài Trang Nguyễn có lên xem không nè. Đài Trang Nguyễn có xem không, hàng bôn nè. Hàng còn cá cao hơn luôn á, tặng mấy chị 109 ngàn luôn, có 2 xét thôi. Lên liền cho em mã số 4, 109 nè. Hàng bôn này là còn cao hơn cả hàng kia luôn nha, đẹp lắm. Lên liền cho em mã số 4 109 dùm cho em. Lên liền cho em mã số 4 109 nè. 3S cho Ngọc Thần. Mã số 4 109 dùm cho em. Lên liền cho em mã số 4 109 ngàn.
Mã 4 nha cả nhà ơi, 109 dùng cho. Bốn cho Nhân Phan. Rồi lên liền cho em mã số 5. Mã số 5 nha, mã số 5 này tặng với chị 99.000. Lên liền cho em mã số 5 99.000, còn một bộ nữa, còn cái 4 cho anh Thu. Còn một bộ nữa. Nè. Ô con này hay nha, mới chịu nha. Nó tặng kèm cho mình một con áo khoác luôn. Một con áo dây, một con áo khoác nha. Một con áo dây, một con áo khoác nè. Lên liền cho em mã số 5 99.000 LGN nè. Nó là phối xô đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mã số 6 nè. Lên liền cho em mã số 6 dùng cho em nè. Mã số 6 nha cả nhà ơi. Mã số 6 79.000. Lên liền cho em mã số 6 79.000. Size của Hải đang cầm là size 55kg đổ lại. Lên liền cho em mã số mấy? Mã số 6 79.000. 5 cho Lê Hồ Bánh Dương. Nè. 5 còn. 5 này em để dành bữa em ăn mấy chị. Mấy chung ấy. 5 cho chị ạ. Rồi lên liền cho em mã số 8. 5 cho Tôn Phúc. Tôn Phúc chọn thêm cái cọc với em 200 rồi. Rồi lên liền cho em mã số 8. 109. Trời ơi cái này em ôm được sale nha. 6 nghìn. Mã số 6 79.000. Giờ áo này kia hãy hết rồi em ơi. Giờ chị chỉ lên mấy mà áo váy này kia đợt này hãy xả quá trời luôn. Giờ hãy mới lên lặt cái hàng này mới chứ. Lên liền cho em mã số 8 màu 69 cho Hà Tiên. Mã số 8 màu nâu 109.000. Đây em về được cái đầm này nữa mấy chị, hàng chuẩn luôn á nè. Chị nào lấy con này mang đi, đẹp lắm. Đầm body nha. Body ở đây mình mặc lên thì nó, cái này là phía sau lưng nè. Sau lưng nha mấy chị nha, mình mặc phía trước hay phía sau này ok luôn á. Đây nha mấy chị nha. Con này là phía sau nha mấy chị nha. Đây nó chéo lên. Lúc mình mặc lên ở đây này thì nó đã lên đây rồi, nó không có hở hết. Ở đây là phía sau nha mấy chị nha. Đây là chốt cho mình nè. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã đầm body giùm cho em. Tặng mấy chị con này 99.000. Lên liền cho em mã đầm body 99.000 giùm cho em. Body 99.000 hãy đang cầm là cái này size mấy chị nào 52kg đổ lại là mình mang đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã giùm cho em body giùm cho em nè. Cái body sọc này đẹp lắm mấy chị. Mặc lên rất là đẹp nha. Đây, lúc mình mặc lên thì nó lên đây rồi nè. Nó không có hở gì hết nha cả nhà nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã body sọc giùm cho em 99.000 có 2 con thôi. Hai con nha mấy chị nha. Chất đẹp. Siêu đẹp luôn. Body 99.000, lên dáng đẹp lắm luôn á em. Rồi lên liền cho em mã đầm trắng size S nè. Đầm trắng size S 109.000. Body 99 xung 7 màu. Rồi lên liền cho em mã đầm trắng size S 109. Con này là mang đúng đẹp luôn. Còn hàng lẻ ngoài đó không em? Còn nhiều không? Lên vô luôn đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm trắng nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Set nu mã chi á chị, set nu nào? À set nu là 109.000 á hả? Lên set nu thôi là chị bấm được rồi. Em bấm set nu là được rồi. Đăng hết cho ngồi bên NB. Rồi lên liền cho em mã đầm đen dùng cho em nè. Đầm đen 109.000 có 2 con nè. Này cái này em có đen và có kem luôn. Đây. Bài nào lúc nãy không có chốt được nè. Đen kem dùng cho em 109.000. 65kg đổ lại men ok luôn. Nè, đẹp không? Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em cái mã này là mã số 5 đi kèm màu luôn. Mã số 5, áo quên, mã số 8 kèm màu ha. 8 kèm màu đen và kem dùng cho em cho khỏi nhầm. 109.000. 8 kèm màu đen kem dùng cho em. Lên liền cho em mã số 8 kèm màu đen kem. Nhiều hàng đẹp lắm mấy chị ơi, không like kịp thì tối mai em like nha. Đây cho Lê Hồ bao nhiêu? Này đáng lẽ em cho khách ôm mất mấy chị ơi, giờ em lo cái này lâu quá. Phải đợi mấy chị 109.000.
Cái này em có màu, em có màu kem với màu xanh nè. Lên liền cho em mã số 9 kèm màu kem xanh nè. Mã số 9 kèm màu kem xanh dùm cho em. Lên kem cho lên. Rồi lên liền cho em mã số 9 kèm màu. Ừ, mấy chị like để là chị nghỉ ấy. Đáng like cho mấy chị đoàn nghỉ ha. Mã số 9 dùng cho em. Kèm màu xanh với kem. Tối mai em lên hàng to bao đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mã số 10 dùng cho em 109.000. Lên liền cho em mã số 10 109. Rồi lên liền cho em mã số 10. Chính hai màu cho bao nhiêu? Rồi lên liền cho em mã số 10 109.000 dùng cho em. Mã số 10 nha, mã số 10 này 60kg đổ lại em ok. Không, ngày mai đi đơn mấy chị ơi, ngày mai đi đơn nha. Ngày mai em đi đơn bình thường nha mấy chị nha. Xong rồi tối em đi đơn xong rồi tối mai mới like mấy chị, nhưng mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã này là mã số 10 dùng cho em nè. Mã số 10 sách kem dùng cho em 109.000. Mã 10 sách kem dùng cho em. Mã 10 dùng cho ai? Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em 109.000. Con này 10 cái gì? Con này hàng 2 lớp nha, mã 12 có 2 con. Mã 12 hàng 2 lớp cho mình luôn nè. Hàng 2 lớp nha, lên liền cho em mã 12 dùng cho em. Mã 10 mã như đầu. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em. 12 nha mấy chị nha, 109.000 có 2 con. Giờ là nó có ít, mỗi mã nó có một con này mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 13, em có màu xanh với màu hồng. Lên liền cho em mã 13 kèm xanh, hồng. 12 lên hộp bánh dương. Rồi 13 em có xanh và hồng này. 55kg đổ lại em ok, xanh hồng dùng cho em. Mấy cái set này mấy chị yên tâm. Chị tới quay yên bóng thì chị mới giúp em đi ạ. Chị nào mà lấy bán á, yên tâm luôn á. Hàng này mấy chị qua Tết là siêu chạy luôn. Mã mấy? 13. 13 à? 13 kèm màu xanh hồng. 13 hồng lên hộp bánh dương. Rồi lên liền cho em mã 14 siêu phẩm dùng cho em. 14 xây mờ này, đẹp không? Lên liền cho em mã 14 size M 109.000. 14 size M 109. Lên liền cho em mã 14 size M 109 dùm cho. 14 size M 109.000. 13 em còn màu xanh rồi. Đó là ở dương em màu xanh nữa nè. 14 size M 109. Rồi bạn nào mạnh dạn ôm luôn cục này nè. Khỏi like nghe, NGN luôn nè. Đó. NGN nha, NGN nè. Đó, để dành lên cho mấy triệu nha, NGN nè. Chị nào không ôm ghi ôm dùm cho. 14 bên phàn. Ôm 99.000 toàn NGN không nè, set nè. Set nha mấy chị nha, cục này là set nè, NGN này mấy chị. Lên liền cho em mã ôm 99.000 dùm cho em. Ôm 99 nha mấy chị nha, lên liền cho em mã dùm cho em. Cái này có một cục thôi. Không phải để em like nha mấy chị nha. Đúng được có mấy con thôi. Trời ơi xịn sò luôn á. Đẹp lắm luôn. Lên liền cho em mà ôm nha. Ôi có mấy cao không mấy chế ơi nha. Hài luôn, cái áo của nó siêu đẹp luôn. Lai sọc đi hại. Nè xếp nè, đẹp không? Hài cái chân vái siêu dễ thương luôn á mấy chị. Size này của Hài đang cầm là size M nè. Lên liền cho em mà A mấy? A15 size M nè. Chị Ngọc Hương ôm đi chị, đẹp lắm luôn á. Em cho ôm 99.000. Tại vì cái hàng này không có like, em không có giá sỉ đâu mà em cho mấy chị ôm 99.000 luôn cho vui á. Hàng đẹp lắm luôn á. Ôm nha, có cục thôi. Rồi cái này lên liền cho em mã váy nâu dùng cho em 109.000. Váy nâu 109 size cho mấy chị 52kg này có 2 con. Giờ là hàng đẹp nhiều lắm luôn mà em chưa thể nào lên hết được mấy chị. À cái đầm xanh lúc nãy bạn nào lấy 3-4 cái mà không có chốt được này. Cái đầm xanh đầu la em la, cái đầm xanh này đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã nâu 109 dùm cho em. Nâu 109 hàng CN này luôn. Hàng này đẹp lắm luôn á cả nhà.
chị nào bán sốt hay là chị nào mà ở ngoài cánh ngò mà đi lấy hàng Ninh Hiệp là biết đấy. Ôm cho Ngọc luôn các chị. Chồng con này rồi đấy. Ôm đó, cho chị cốt nặng 16 này. Nè, lúc nãy chị nào mà không chốt được cái váy xanh này lấy nè mấy chị. À, cái váy xanh này nè. Váy xanh này là đây mấy chị, size M nè. Lên liền kia mà size xanh size M 109. Đó, nãy hay có lại màu kem đó mấy chị. Có hai size. Đẹp xuất sắc. Cái áo này về tách riêng ra mặc cũng được. Mặc cái chân vá này bạn bỏ thùng hay là không cũng được. Lên liền kia mà size xanh size M 109. Xanh xay mò. Lên liền cho em mã sức xanh xay mò 109. Đẹp lắm. Rồi cái này lên liền cho em mã vàng liền cho em. Lên liền cho em mã xếp vàng 109. Hàng nó chuẩn mình nhìn nó chứ ơi, nhìn vô em với nè. Bên trong nó lót lụa cho mình. Bên trong nó làm lốt cho mình. Nhưng mà cái vải này nếu mà mấy chị nó dày rồi mấy chị nha. Mà người ta làm rất là kỹ luôn á. Xếp vàng 109 ngàn có hai xếp thôi. Xếp này may đi biển này kia là đúng hợp luôn á cả nhà. Đẹp lắm. Lên liền cho em mã xếp vàng 109 liền cho em. Vàng 109 nha. Lên liền cho em mã xếp vàng dùng cho em 109 nha. Vàng 109. Rồi em nghĩ cho mấy chị nha. Ngày mai em làm đơn xong là em sẽ like cho mấy chị ha. Tối mai em like bình thường nha. Tối mai em lên hàng to bao nha. Nè cam size S thôi. Cam hàng chuẩn. Nâu cho gì à? Đang thanh. Cam hàng chuẩn này. Cái này là quần anh em bán để dành tới qua mấy lần em khai trương là bán ok luôn á. Bán xong tới hồi chị bán là được. Tại tới mười mấy chị mới bán lại. Xanh cho Lê Ngọc Bình Dương. Xanh cho Ngọc Hương. Rồi lên liền cho em mã xếp cam dùng cho em, size S dùng cho em 109 nha. Cam size S tối mai em lên hàng to bao nha. Tối mai là em lên hàng to bao em cắt 1000 mấy hàng to bao em lên cho mình. Hàng to bao thì đa số là sẽ có đa số hàng to bao là em sẽ có áo nè, có chị nào mà ưng áo riêng với lại quần riêng này kia hay là áo phông này kia thì tối mai nha. Trang Trang Yên là tối mai nha mấy chị nha. Tối mai là em sẽ lên mấy cái hàng đó cho mấy chị đó. Bích nâu. Rồi cái này lên liền cho em mã váy nâu. Ôi dễ thương chưa. Cái này có quần bên trong nè. Đây là Hải đang cầm là size. Cái này size mấy chị 52kg đổ lại nè. Lên liền cho em mã nâu dùng cho em. Váy nâu nha. Váy nâu này nó có quần bên trong cho mình luôn. Có quần bên trong luôn cả nhà. Con này mang lên đẹp. Váy nâu dùng cho em 109 ngàn. Đó chị nào mà ưng mà ví dụ như là áo lẻ nè, quần lẻ nè, chân vái nè, này kia thì tối mai nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Cứ dùng cho em cái mã váy nâu lên một bánh dương. Em thích mấy cái đầm này lắm luôn á cả nhà. Ôi em có màu xanh với lại em có màu nâu nè. Lên liền cho em mã số 10 kèm màu dùng cho em. Xanh nâu dùng cho em. Mấy cái đầm này mang lên đẹp lắm luôn. Mặc ở nhà hay là mặc đi du lịch đều đẹp hết nha. Đây mấy con này nha mấy chị yêu nha. Ví dụ như bạn vô mấy cái trang mà của đàn ăn châu này kia á, là có hết luôn đó. Đẹp lắm. Hàng CN này luôn ha. Lên liền cho em mã số 1 kèm màu. Màu nâu với màu xanh. Màu xanh thì em có được mã số 10 chứ đúng không? Phải mấy vậy? Mã số 1 đi mấy chị. Mã số 1 kèm màu xanh với lại màu nâu nè. Đó, đẹp không? Lấy con này mang mấy chị ơi. Lên mã 1 đi cho khỏi nhầm nha. Lên liền cho em mã số 1 kèm màu xanh và nâu dùng cho em. Xanh nâu nha cả nhà. Lên liền cho em mã số 1 kèm màu xanh một nâu. Một nâu cho nó bé. Rồi lên liền cho em mã số 2.
Số 2 kèm màu xanh hồng. Số 2 kèm màu xanh hồng. Hàng này là bán là ok la luôn. Số 1 em chỉ còn màu xanh chứ gì, còn hơn màu xanh gì không? Rồi lên liền cho em mã số 2 kèm màu xanh hồng. Số 2 kèm màu xanh hồng. Xanh xanh hồng hồng. Lên liền cho em mã số 2 kèm màu xanh hồng. Em đọc xong rồi em không nhớ là em đọc cái gì mới chứ em đọc mã gì á. Mã số 2 kèm màu xanh hồng. Hai hồng chia tròn. Lên liền cho em mã số 2 kèm màu với cả nhà không. Rồi lên liền cho em mã số 3. Số 3 xay mờ nè, chị nào lấy cái set này mang nè. Cái quần của nó rất là đẹp nha, kèm cho mình áo nha. Nguyên set luôn, lên đó là đẹp. Lên liền cho em mã dùng cho em. Nè. Đó, nguyên set nè. Lên liền cho em cái mã này là mã số 3. Mã số 3 xay M, set đen, mã số 3 xay M dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3 xay M nha cả nhà. 3 xay M. Rồi lên liền cho em mã số 4 xay M. Ôi. Ba bao nhiêu? Ui trời ơi, cái màu hồng luôn nó trắng da dễ sợ. Ừ. Ba Ngọc Huyên. Rồi lên liền cho em mã số 4 dùng cho em nè. Số 4 xay M nè. Mấy chị ơi, mấy chị thấy không? Em đưa cái màu hồng lên cái nó bật tông lên luôn á mấy chị. Xay M đầm hồng mã số mấy? Mã số 4. Số 4 xay M dùng cho em. Mã số 4 mấy chị ơi, cái này mã số 4. Số 4 này em có SM lên mã số 4 kèm size SM để mấy chị cho có nhìn. 4 kèm size SM nha. Ngày mai em có em sẽ lên cho mấy chị mấy cái hàng đúng đẹp luôn. 4 xe M Thị Lê. Số 4 S này mấy chị S M. Rồi số 5 size cho mấy chị 52kg nè. Đầm dạ. Có cho Hồng Hương xe S dạ. Cái này còn đầm dạ nha. Lên liền cho em mở số 5 dùm cho em. Số 5. Số 5 đầm dạ dùm cho em 52kg. Rồi lên nốt một con siêu phẩm rồi tắt nha. Ngày mai like 109.000 á chứ em có đọc giá đó. Vị trí mới nha, ok. Đây cái này em có cái một đồ đỏ nha. Đây mấy chị, cái này xay mò này. Cái này lên liền cho em mã số mấy? Mã số 6 xay mò dùng cho em. Lên liền cho em mã số 6 xay mò này cả nhà. Số 6 xay mò một con quần ống sung màu đen này. Xong rồi kèm cho mình một con áo này. Set này đẹp lắm luôn á mấy chế. Đây là hàng lộ 1 nha. Hàng CN này nè cả nhà. CN nha. Hàng chuẩn luôn ấy. Bình thường hãy không có ôm được cái hàng này like cho mình đâu. Nha mấy chịu nha. 109.000 mã số 6 nè. Cái này có 3 set nè. Em lấy không? Chị bỏ qua cho nè. Màu vàng. Màu xám xám nè. Màu xám là set nha. Màu xám là cái set như thế này. 6 hình vi. Mã số 7 nè, giờ lấy mã số 7 ghi mã số 7. Rồi ngày mai live tiếp nha, không thể nào mà live mệt lắm luôn mấy chứ. Tại vì em live bữa chắc là 3 tiếng rưỡi rồi đó. Nè, màu vàng nè, màu xám là set sắc nắp. Còn ngày mai live tiếp nha mấy chị ơi. Ồ ngày mai live đi, còn nhiều hàng lắm trên. 7 Lê Ngọc Phương. Lê Ngọc Anh Dương. Mẫu lẻ chưa lên nè mấy chị ơi. Mẫu lẻ cái đầm hồng này cũng còn nè. Nè. Ở trong đây nè. Có cả áo dài nữa nè mấy chị. Nè nhìn cái hàng này cục lẻ mà. Hàng ôm được xe mà nó đẹp như thế nào. Áo dài size M nè mấy chị. Áo dài size M hàng CBS nè. Tặng mấy chị 109 nha. Lên liền cho em mà áo dài. Mang cho mưa bụi. Áo dài 109 dùng cho em nè. Lên liền cho em mà áo dài đi mấy chị. Áo dài 109 dùng cho em. 109 nghìn. Áo bên đa hãy like rồi á chứ. Giờ hết rồi. Áo bên đa còn không ta?
tròn. Ôi em nói là còn rất là nhiều mẫu lẻ mấy chế ơi, em kêu có đụng tới luôn nè. Nhiều lắm rồi, tối mai em lên nha. Quá là nhiều hàng đẹp. Trời ơi, siêu nhiều hàng đẹp luôn. Siêu siêu nhiều hàng đẹp. Có cả hàng NGN chưa lên. Xem cái màu hồng đi. Cái màu hồng là cái đầm lụa giống như lúc nãy á. Nè set này còn con size M nè. Lên liền cho em mã cuối cùng size M đi, em tắt like với. À, mấy chị ơi lên không nổi mấy chị ơi. Cái gì Ngọc Châu nha. Lên liền cho em mã cuối cùng size M. Cuối cùng size M nha. Ngày mai em like cho mấy chị nha nè, còn quá trời hàng cho nên còn chưa. Cuối cùng cho nên là bao nhiêu? Cái set Chanel lúc nãy nữa nè. Set Chanel size S nè, chị nào lấy không? Set Chanel size S nè. Set đen size S đi cả nhà. S nhưng mà 55kg mang được nha. Đây nè. Không, không được 55, tại vì cái quần của nó nhỏ. Set Chanel nha, đây. Trời ơi, để tối mai em like nha mấy chị nha. Giờ nó nhiều quá em không có like kịp đâu mấy chị. Lại bữa nay em like hồi 8 giờ tới giờ luôn á. 8 giờ luôn. Lên liền cho em mã set Chanel đi mấy chị. Còn kẹo ô mai không chị ơi? Ô mai chắc là tối mai hãy like nghe. Ô mai ngày mai, tối mai. Chanel lên hồi bánh dương. Rồi tắt like nha, ngày mai nha, ngày mai hãy làm đơn xong rồi tối mai hãy like nha mấy chị nha, xong rồi chủ nhật hãy đi đơn nha mấy chị nha. Rồi bye mấy chị nha, hãy tắt like đây.